Nghe tụi mày nói không? Các anh chị nghe tụi mày nói không? Hử? Nghe không? Hộp giấy. Nghe phải không? Ok. How you doing today? Doing today? Khi mình chào nhau đó, khi mình gặp người ta mình chào mình nói sao các anh chị? Mình nói sao? Không, mình hỏi sao? Em ok, thank you and how about you? I'm fine too. Mình hỏi sao các anh chị? How are you today? Rồi gì nữa? Rồi sao nữa? Còn câu nào hỏi nữa không? How you been? That's right. How you been? Rồi sao nữa? Hello? That's right. Rồi gì nữa? How is going? How is going? How are everything going? If I know how are everything going, how have you been? What's up? Yeah, what's up? How? What are you up? How? How can she? Is everything come along? Cái này ngon ngổ người ta. Cái này ngon ngổ. Cái này ngon ngổ. Let's see basic listening hay là speaking ta? Yeah, listening then. Lesson 8. No, not this one. Tụi mày có những cái bài học về conversation rất là hay. Mình nhưng mà để tụi mày rảnh rảnh, tụi mày rảnh rảnh, tụi mày sẽ chia sẻ cho các anh chị. What are you doing? Nó khá như vậy. Hay là what are you up to? What are you up to? What are you doing? Ok, let's start. Hôm nay mình sẽ làm bài tập nha. Want to do the exercise? Someone texting me. Ok, hôm nay mình sẽ làm bài tập áp dụng về cách dùng mẫu từ a, an, and the. Hai cái này đọc đọc sao? Hello Tommy. An, and. Không các anh chị, cái ending sound đó mình tập mình phát âm ra rõ ràng để mình phân biệt được cái the difference between two words, cái sự khác biệt giữa hai chữ. Có người hỏi tụi mi á, rise and ride, có người hỏi tụi mi đó, tụi mi không có good không có good at pronunciation but you know
ở phía sau đó nó có cái âm S. Okay, rice. Còn cái âm y á ở phía sau á thường thường không có đọc, khi mình tách rời nó ra, tách rời nó ra mình sẽ đọc là ride. Ở trong room này á, hình như cô Hạt Cát nè, ai nữa, có nhiều thầy cô chia sẻ cho các anh chị về cái vấn đề phát âm rất là hay á, rất là hay. Thì cái này là mình bỏ cái âm y ra, right, còn kia là right, right. Right. Nghe khác không? Angry Tiger. Angry Tiger. Cái gì vậy? Yeah, nó rất là dễ. Các anh chị tập, nếu mà các anh chị không phát âm được khác nhau đó, cái sự khác nhau đó làm cho người ta hiểu lầm mình nói, cũng làm cho người ta hiểu lầm. Ok rồi, bắt đầu nha, bắt đầu làm bài tập. Okay. Where is it? Yes, let me open the text first. Các chị có câu hỏi gì cứ cứ send cho chị My, ok? Cứ gửi cho chị My ở trong cái offline message đó. Rồi chị My sẽ trả lời cho các anh chị. Rồi bắt đầu nha. A, N, and the. A and the teacher rate us on our work. And A and the grade is based on grammatical correct correctness the most. The and give me two answer, please. Give me two answer. The A the. Nghe nhỏ hả? Ok, đợi tí xíu nha, để quay cái microphone lại. Bây giờ nghe lớn rồi phải không? Nghe lớn rồi phải không? À, nhớ nha. Nhớ cho Tiểu My the same answer. Câu trả lời giống nhau không thôi, Tiểu My đọc bị cà lăm á. Ok. Đọc khác nhau, đọc riết là ta lâm á. Ê đờ, đờ đờ, ê ê. Đờ ê. Ê đờ. Vẫn còn nhỏ hả? Có biết ngón tay đau không? Có biết cái ngón tay đau không? Có check cái ngón tay coi có bị đau không? Hả? To rồi mà, thấy không? Lucy biết cái chuyện mà cái ngón tay đau không hả, biết không? Dạ, giờ chỉ còn thiếu điều ngậm cái microphone vô miệng ngậm cái microphone vô miệng á mới vừa lòng các anh chị hả. Ngậm cái microphone mà vừa nói chuyện giống như là mình vừa súc miệng mà vừa hút thuốc vậy đó. Đừng bắt Tiểu My làm những cái chuyện mà. Yes. Ok. Khi trước khi mình vô room mình check cái con ngón tay mình có đau hay không. Lucy biết câu chuyện đó không? Biết không? Biết câu chuyện ngón tay đau không? Các chị biết mỗi lần mà bé thật hả? Nhỏ chứ bé gì? Nhỏ chứ bé gì, không biết Playmoon ở đâu nhảy vô cũng nghe ké nữa, nãy giờ không thấy chat gì hết trơn,
nghe cái gì mà cười cười vui vui là nhảy vô ké liền ha. Nhỏ hả? Khi đợi tí xíu nha, let me check. Nghe nãy giờ. Để tí mình check. Ba chỗ tất cả. Để mình check trong thao thoát coi có bị trục trặc cái gì không nha. Audio setup. Một chỗ lớn rồi. Rồi trong cái sound card cũng lớn rồi. Trong room cũng lớn rồi. Yeah, everything perfect. Ok. Các anh chị nào còn nghe nhỏ đó, các anh chị mở cái speaker lên lớn chút xíu thì các anh chị sẽ nghe lớn, ok. Rồi, bắt đầu nha. Trở lại bài học. Trả lời câu hỏi. Cái sự việc đó mình biết rồi hay chưa? Ok, chỉ trả lời câu hỏi đó thôi, yes or no. Nếu mà yes á, thì chữ dùng chữ the. No thì dùng chữ a or chữ an. Rất là dễ phải không các anh chị? Học với Tiểu My là cái gì cũng dễ hết trơn á. Rồi, bây giờ bắt đầu trả lời. Câu đầu tiên, cái người thầy đó cho điểm chúng tôi đó, cho điểm chúng tôi trên cái bài học của chúng tôi đó. Và cái điểm này thì nó dựa trên trên cái sự dựa trên cái ngữ pháp đúng nhất á, là khái vậy đi. Thì mình có biết cái người thầy nào không? Hả? Mình có biết cái người thầy nào không? Biết không? Trả lời đi, câu đầu tiên. Sao không biết? Nếu không biết tại sao biết là ổng cho điểm về cái bài grammar của mình hả? Biết chứ, biết ông bà thầy dạy grammar, right? Đồng ý không nè? Không biết tại sao nó có cái grammatical trong này, phải không? Thành ra biết rồi nên mình sẽ dùng chữ the. Ok, chấm điểm kính. Sao biết là dựa trên cái căn bản ngữ pháp hả? Còn có vụ chấm điểm kính nữa. Yeah, khi mà phát bài ra đó, thường thường á, ông thầy đó ổng chấm điểm ở trên cái ngữ pháp của mình, ok. Phải biết người thầy nào rồi phải không? Right. Rồi câu thứ hai. Mình có biết cái điểm nào mà dựa trên cái bài cái ngữ pháp của mình hay không? Mình biết không? Cũng biết luôn phải không? Nó nhấn mạnh về vấn đề này mà phải không? Biết luôn. Ở đây mình sẽ đọc là the, right? The teacher and the grade. Okay. Rồi tiếp tục. Các anh chị phải biết trả lời nha. You have to know what you're doing, okay? A and thấy không, con chuột nó không có. Is that right? Let me see. Yeah, this is the difference. A and the teacher asked her student to write about A and the moon in their journals. Ok, trả lời nha. Có biết cái người thầy nào không? Hả? Biết người thầy nào không nè? Biết không? Biết. Không biết tại tại sao mình biết là ông hay là bà bắt mình viết cái bài journal về mặt trăng phải không? Biết, right? Thành ra câu đầu mình biết. Rồi cái thứ hai, moon, A and the, mình dùng chữ gì? Chữ the.
Tại sao chữ the hôm qua trong bài có? Hôm qua trong bài có. Nó là một unique. Okay. Cái gì mà nó là vật duy nhất á, thì mình phải xác định nó. Yeah, unique, right? Nên mình phải dùng chữ the. Okay. So again, hai cái đều là the teacher and the moon. Okay. Rồi. Tiếp tục. I'm waiting for her at a and the ở đây mình sẽ đọc là the airport. Tôi đang đợi cô ta ở tại phi trường. Có biết phi trường nào không? Angry Tiger. Cho Angry hai trứng hột vịt lộn, Lucy muối tiêu. Hai người ngồi ăn chung cho vui. Okay. Biết không biết làm sao mình đi rước cô ta được. Ở Houston nó có hai phi trường lớn, phi trường nhỏ. Không biết phi trường nào. Cô ta xuống phi trường lớn, mình đi rước phi trường nhỏ. Phải không? Phải không? À, Angry Tiger. Hả? Phải biết chứ. Ok, Angry Tiger. Không được méo mó tư tưởng nha. Okay. Không được lắc léo tư tưởng nha. Ok. Ok, rồi. Sau đây mình phải biết phi trường nào mình mới rước cô ta được, phải không? Thành ra mình sẽ dùng chữ the. The airport. Ok, next one. Rất là dễ, các anh chị phải tưởng tượng. Ok, phải tưởng tượng. A and the. Ở đây mình sẽ đọc là the, tại nó đứng trước cái tỉnh từ bắt đầu bằng vowel. A and the older student showed Chris A and the easier way to get to class. Ok, trước nhất mình có biết cái người học trò nào không? Hả? Biết hay là thấy cũng được. Ok. Biết không? Trả lời đi. Biết. Tại sao mình biết cái người học trò đó? Nhớ không biết làm sao biết nó già rồi. Phải không? Không biết làm sao biết nó già rồi. Phải không? Anh đã biết, thấy, phải không? Rồi, cái thứ hai. Easier way. Easier way. Easier way, nó có nhiều cái easier way không hay là chỉ là một thôi? Nó có nhiều. Okay. So nó là một cái member of a group of easier way, nghĩa là nó có nhiều cái cách mà dễ để đi tới lớp. Okay, thành ra đây nó là member of a group. Thành ra đây mình sẽ dùng A hoặc là N. Và đây mình sẽ dùng chữ N. Anh chị hiểu rồi phải không? Mình nói chung chung một cái cách dễ nào đó. Và ở đây mình dùng A or N. Tại vì nó không phải là so sánh nhất, mà nó là so sánh hơn. Easier. Okay. Easier. Sau đây mình sẽ dùng A hoặc là N. Và đây mình sẽ dùng chữ N. Tại vì nó đứng trước cái nguyên âm. Ok, next one. Yeah, các anh chị cứ suy nghĩ coi mình biết hay là không. A and the instructor accepted A and the student's story about being late. Cái người thầy đó thì nhận cái câu chuyện hay là mình nói là cái lý do mà đi trễ của người học sinh. Trước nhất mình biết người thầy nào không? Alibaba and Ali Lele. Cái
Alibaba cái Alilele đi. Biết không? Biết người thầy nào không Alibaba? Biết phải không? Biết. Không biết sao sao người thầy đó nhận cái sự cái lý do mà người học trò đó đi trễ, phải không? Biết. Yes, okay. And cái ở phía sau. Biết cái câu chuyện gì không? Hả? Biết câu chuyện gì không? Hả? Biết luôn, phải không? Cái câu chuyện là đi trễ. Thành ra cả hai đều là xác định hết. Hôm nay câu trả lời sẽ là the instructor and the student story. Okay. Đờ. Okay, next one. Mình chỉ cần suy nghĩ của mình biết hay là không, thấy hay là không thấy, chỉ có vậy thôi. I found it and the book I misplaced yesterday. Yeah, mình biết cái cuốn sách nào mà mình misplace là gì các anh chị? Là để sai chỗ hay là để quên, là khái như vậy. Sau đây mình biết rồi, biết cuốn sách nào mà mình misplace yesterday rồi. Sau mình sẽ dùng chữ the. Okay. Okay, next one. I would like a and the glass of water. Yes. Ở đây mình chỉ nói khơi khơi thôi. Tôi muốn một cái ly nước. Cái ly nào cũng được. Bất cứ cái ly nào cũng được. Nó là một phần tử ở trong một cái group. A member of a group. Okay. Yes, happy day. You're so happy, right? Những người mà vui vẻ lúc nào cũng dễ dãi hết trơn, phải không các anh chị? Giống như tụi mình vậy đó. Right? Me too. Gì đó, thấy người sang bắt hoàng làm họ gì đó. Now, next one. A and the glass is used to make windows. Cho cái tip cho các anh chị rồi đó, trả lời cho các anh chị rồi đó. Biết cái class nào không? Hả? Biết cái class nào không? Hả? Cho Angry Tiger một trứng nè, Bằng Lan một trứng nè, Blay Moon một trứng nè, Alile gì đó, Alile một trứng nè, New York gì đó một trứng nè, cái hộp giấy một trứng nè. Còn ai nữa ta? Hi 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 hi. Rau răm nè. Lucy muối tiêu nè. Các anh chị ngồi ăn chung với nhau. Ok, class là cái danh từ không đếm được. Ok. Có vài cái danh từ không đếm được, mình không có dùng mạo từ. Giống như là homework, hôm qua mình nói rồi, phải không? Class là thái như vậy. Mình không dùng mạo từ. And một chuyện nữa, các anh chị thấy Tiểu My để cái capital. Tiểu My capital at the beginning. Lừa đâu lừa. Mình làm sai rồi mình đổ thừa. Okay. Lừa đâu lừa, nó ngay chốc ngay đó có trong bài rõ ràng. Okay. Thành ra đây mình không có mạo từ ở phía trước. Và Tiểu My đã capital nó rồi. Nghĩa là đã viết qua ở phía trước rồi. Anh chị thấy rõ ràng không? Bị gạt gì ngay trước mặt trình hình ngay trước mặt đó, nói ta lừa. Cái này không học bài kỹ lưỡng rồi nói ta lừa. Okay. So đây không có mẫu từ nha. Class is used to make windows. Nhớ nhà nhớ tới già nha. Có nhiều khi mình phải có kinh nghiệm về vấn đề đó đó. Okay, next one. No, glass ở đây là nói chung chung. Cái kiến á, cái vật liệu nó là material. Cái kiến á, không, mình dịch là kiến đúng không? Thì được làm là cái những cái cửa sổ thì được làm bằng kiến, khe okay, làm bằng kiến để khái như vậy. I always
take egg and the apple to work. Kín, ai kín gì đó, kín gì à? Ok, mình có biết là cái apple nào không? Trắng, vàng, đỏ. Mình có nói rõ cái apple nào không? Đâu có nói rõ đâu. Có thể nó màu vàng. Tao mean xanh chứ. Có thể nó màu vàng, có thể nó màu xanh. Đó không, có thể nó màu đỏ. Right? Nói chung chung một cái apple thôi. Cái apple nào cũng vậy. Không có màu trắng nha. Sometimes trong ngày sometimes mình có những cái giờ phút mình bị hấp phải không? Hấp hay hâm gì đó. Anh nên làm ơn tha thứ cho những cái lúc của Tiểu My bị hấp hay hâm, ok? Hâm hả? Và bị hâm. Ok. Dở hơi. Ok, so an apple. An là tại vì đứng trước cái phụ âm là a. Ok, next one. Nói chung chung thôi chứ không có xác định cái apple nó màu gì hết trơn. It is good to have a and the book with you when you travel. Nó thì rất tốt. Nếu mình có một cái cuốn sách trên tay khi mà mình đi du lịch. Yeah, có nói cuốn sách nào không? Có xác định có cần phải đem cuốn sách nào rõ ràng không? Grammar book hay là science fiction book, là comic book, đâu cần đâu, bất cứ cuốn sách nào cũng được, right? Thành ra ở đây Tiểu My book, Tiểu My book cũng được. Sau đây mình sẽ dùng chữ A, một cuốn sách nào cũng được. Ok, next one. Câu này ai mà sai cho nguyên thúng hột vịt lộn luôn cho rồi đi, khỏi mất công, khỏi mất công phát từng trái, okay, từng trứng. It is nó ghét cái con chuột này quá đi mất. Okay, câu này nha. A and the homework need to be done promptly. Cho New York and quay nguyên trứng hột vịt lộn luôn. À, nguyên nguyên thúng luôn. Các anh chị thấy điều gì xảy ra nào? Tìm mình capital at the beginning for the work, homework. Right? Viết qua chữ đầu tiên. Thành ra mình không có cần dùng cái gì ở phía trước hết. Các anh chị, đầu câu thường thường mình phải viết qua. Thành ra homework, hồi nãy chị mới nói rồi, nó là danh từ không đếm được, non-countable noun. Thành ra mình không có cần dùng mẫu từ A, N, or D. Ok, next one. Cái này dễ, các anh chị ráng đừng có làm sai nha. A and the apple you gave me was delicious. Yeah, biết cái apple nào rồi. Cái apple hôm qua mà tôi cho bạn đó, cái apple màu đỏ đó, hay là màu vàng đó, hay là màu xanh đó, tôi cho bạn đó, hay bạn cho tôi chứ, bạn cho tôi đó, thì rất là ngon. Right? Thành ra mình biết rồi. Dùng chữ the. Hello người đẹp Lam Thảo, mến chào các anh chị mới vào room nha. Cứ kéo ghế ngồi tự nhiên kế, đừng mắc cỡ. À, đằng kia có bánh nước đồ này kia để trên bàn kia kìa, các anh chị cứ tự nhiên lại lấy ăn nha. Ok, next one. A and the shoes are made with leather. A and the shoe which I wear are heavy. Give me two answers. Nothing and the. Phải không? Trước nhất, cái shoe đầu tiên đó
là nó non-touchable. Okay. Nên không có không có dùng mẫu từ ở đây. Và Tuyển My đã capital cho các anh chị rồi, nhức qua rồi. Nên cái show thứ hai đó là mình nhấn mạnh cái đôi giày nào mà mình mang đó, okay, thì nó rất là nặng nề, phải không? Cái thứ hai mình biết cái đôi giày nào không? Cái đôi giày kia thì nó nhẹ quá, đôi giày này thì nó nặng ghê. Đại thái như vậy nên mình biết cái đôi giày nào, right? Đôi giày nặng chứ không phải cái đôi giày nhẹ ở đằng kia. Sau mình biết rồi, mình sẽ dùng chữ the, okay? Send you 19 Vietnam. What's that? Nhất gia nha. Nghĩa là gì? I don't know. Thank you. You're talking about something happened in Vietnam or what? Something happening in Vietnam or what? Oh, đá bóng hả? I see. That's what I thought. Okay, next one. I know A and the boy whose father's E A N the doctor. Okay, now, các anh chị biết cái boy nào hay không? Hả? Biết cái boy nào hay không? Biết, phải không? Biết. Không biết tại sao biết ba của cậu ta? Biết mà Tommy angry. Nếu không biết tại sao biết ba của cậu ta là bác sĩ, right? Biết. Phải tưởng tượng, phải tưởng tượng. And ở phía sau dùng chữ gì? Bác sĩ này có xác định hay không? Hả? Bác sĩ này chưa có xác định, chỉ nói chung chung thôi. Okay. Không xác định, chỉ nói chỉ là một bác sĩ trong trăm triệu ngàn bác sĩ. Cái gì mà mình nói chung chung in generally, in generally thì mình không, mình dùng mẫu từ bất định, ok, là A or N. Chỉ nói chung chung thôi. Ông ta là một bác sĩ, đâu có nói là bác sĩ về cái gì, bác sĩ gia đình, bác sĩ trẻ em, bác sĩ đâu có nói đâu, phải không? Đây mình nói chung chung thôi. Nên mình sẽ dùng chữ A, whose father is a doctor. I know the boy whose father is a doctor. Okay, next one. Yeah, the and A. A and the man is moving the furniture into A and the other room. Okay, mình biết cái người đàn ông không? Biết không? Biết cái người đàn ông đó không? Không, mình chỉ nói ồ, có một cái người đàn ông, đại khái như vậy, mình chỉ nói chung chung như vậy. Có một cái người đàn ông, mình đâu có biết ông đó là ai đâu. Đấy, có một cái người đàn ông. Một cái người đàn ông thì đang di chuyển bàn ghế vào một cái phòng khác. Mình biết cái phòng đó không? Mình thấy cái phòng đó không các anh chị? Thấy không? Hả? Thấy không? Thấy, phải không? Mình thấy ông ta, ông đem cái đồ vô cái phòng đó đó, cái phòng khác đó, right? Cái phòng đó đó, anh ta biết. Ra đây mình sẽ dùng chữ D, right? A man is moving the furniture into the other room. Okay, next one. Mình chỉ thấy cái ông đó thôi chứ mình không có biết ông đó là ai, mình chỉ nói tổng quát vậy thôi. Có một người đàn ông đang mua đồ đạc vô trong cái phòng đó.
Mình đâu có xác định là my uncle hay là my father hay là my brother đâu. Phải không nào? Mình chỉ nói chung chung thôi. Okay, next one. Frank and I usually meet our friends at A and the corner. I mean the corner. Okay, now. Mình biết góc đường nào không? Hả? Mình biết góc đường nào không? Biết, phải không? Nếu không biết mình đi góc khác sao mình gặp Frank được, phải không? Mình phải biết cái góc đường nào. At the corner. I think I misspelled right there, phải không? Corner. Yeah, đúng rồi, corner. Yeah, corner. I misspelled right there. Thank you. Let me correct my text first. Okay, good. Okay, next one. Okay, next one. Bill can help us with and the work next week. Bill có thể giúp chúng ta với một cái công việc gì đó tuần tới. Có biết công việc gì không các anh chị? Đâu biết đâu, chỉ nói giúp mình với một cái công việc gì đó, phải không? Đâu có xác định công việc gì đâu. Phải? Không phải. Yeah, nhiều khi không cần biết là cậu ta sẽ làm gì cho mình, chỉ biết là cậu ta sẽ làm cái gì đó để giúp mình. Angry Tiger phải hiểu như vậy. Các anh chị hiểu câu, hiểu điều này không? Câu này có nghĩa là cậu ta sẽ làm cái một cái công việc gì đó giúp mình tuần tới. Sẽ làm cái gì đó để giúp mình tuần tới. Các anh chị phải hiểu như vậy. Okay. How can I talk? What you want to talk about, Mr. Works. Sau đây mình biết rồi. I mean mình chưa biết cái công cậu ta sẽ làm gì để giúp mình, chỉ biết như vậy thôi. Okay. Sau đây mình sẽ dùng chữ A. You can help us with the work next week. Okay. Now next one. Hello, Melodon. I bought A and the book for my sister. A and the book cost $50. Okay, câu đầu tiên. You know what book? No. Phải không? Chỉ nói đại khái là tôi đã mua một cuốn sách cho em của tôi. Right? Rồi. I. You don't have to talk to me because I'm busy. And that means I don't want to talk to you. Yeah, we practice grammar. Rồi, cái câu thứ hai, the second one. Do you know what book? Anh chị biết cuốn sách nào không? Cuốn sách nào trị giá $50 không? Biết không? Biết. Không biết tại sao biết nó là $50 hả? Yeah, không biết tại sao biết cái cuốn sách đó là $50 hả? Play cái cô hả? Cãi, play cãi. So, yes, I bought a book for my sister and the book cost $50. Câu đầu đó mình chỉ nói một cuốn sách thôi. Và cái vấn đề gì mà cái sự việc gì mà mình mention lần đầu tiên đó, the first time đó, thì mình cũng nói chung chung thôi, phải không? Now next one. Yeah. Nhắc lại cái cuốn sách, cái gì mình lặp lại có nghĩa là mình biết rồi. À, cái con chuột của Jimmy á, nó không có read được.
Okay, next one. I want A and the information. And no, the, and, no, non. Hồi chắc cà lăm quá, các anh chị nhớ cho câu trả lời giống nhau. Give me the same answer, please. Không thôi, chúng mình bị cà lăm á. Okay. Okay, information, nói là non-countable noun. Okay, hay là uncountable noun. So mình không có dùng mẫu từ. Và nó không có S. Các anh chị có thể nói là I want some information cũng được, without S cũng được, nhưng mà không có A, A, N or the. Hay là I want this information. Hay là I want some information. Hay là I want many information. Được hết à, nhưng mà nhớ không có S. Okay. Mình thấy vô chữ some cũng được. Cái gì? Okay, next one. Câu này nha, câu này. Thank you, Thalin. It was A and the relief to sit down. Đó là một cái sự mà thoải mái, phải không? Ngồi xuống. Ngồi xuống thì đã... Làm câu này các anh chị. Non, no. Cái này có đúng quá. A. Yes, happy day. A. It was a relief to sit down. A. Hay là it was a pity to hear that. Đó là một cái sự gì đó. Mình dùng chữ A. A relief, a pity. Cái gì vậy? Hôm qua trong bài có rồi phải không các anh chị? Có trong bài hết trơn rồi. Khi nói lại phần này, đợi tí mình tí xíu nha. Phần này không có ai đâu mất tiêu rồi ta. Yeah, it's right here. Trở lại bài học cho các anh chị nha. Mình nói phải có nhân chứng, vật chứng. Some abstract nouns, giống như là relief, pity, can be used in a particular sense with A or N. A help, a relief, a sham, a mercy, a pity, a wonder, a fear, I mean a fear, a help, a knowledge of. Okay, thành ra mình sẽ dùng cái mẫu từ A. Có nhân chứng là tiểu mi này, vật chứng là một cái gì mà mới đưa ra đó, right? It's a pity you weren't here. My children are a great help to me. Sau đây mình sẽ dùng chữ A, phải không các anh chị? Trở lại bài học. Okay, a relief to see, I mean to sit down. The same thing for this one. Bắt đầu miếu miếu rồi. He had A and the good knowledge of mathematics. Yeah, theo cái thí dụ, theo cái ấy, A knowledge, right? Of. Okay, next one. Cho một dọc luôn cho rồi đi.
It's a and the sham. He wasn't paid. A again, Val. Yeah, thank you. Right, next one. Be carefully. I was invited to a and the dinner. Có trong bài hôm qua cho Angry Tiger. Angry Tiger dở nhất lớp thì phải. Nãy giờ ít thấy câu nào đúng hết trơn. Yeah, không dùng cho những cái bữa ăn. Bây giờ nhớ rồi phải không? Hả? Yeah, chán cọp ghê đi. Chán cọp quá đi. So ở đây làm bộ hả? Vậy cũng làm bộ dở luôn hả? I was invited to dinner. That's the way people say. Okay. Không có a nha. Không có a nha. Những cái bữa ăn không có mạo từ. Do you have lunch yet? Have you had lunch yet? I make dinner. I cook dinner. I cook breakfast. Okay, không có mạo từ ở trong đó. Okay, next one. Câu này nha. My friend Betty, he's a and the PhD in physics. Yeah, trong những cái môn học đó, hôm qua có trong bài luôn phải không các anh chị? Mình không có dùng mạo từ. Giống như là mathematics hay là physics là khái như vậy, không có dùng mạo từ. Okay, now next one. Biology. Yeah, hôm qua mình có học cái phần này rồi. Okay, next one. Elementary school taught me A and the three R's. Three R's là gì? Read, write, and what? Arithmetic. Phải không? Arithmetic. Đọc, viết và toán học phải không các anh chị? Không biết hả? Ba chữ R là gì? Read, write. Reading, writing, arithmetic. Nghĩa là đọc, viết và toán học phải không? Mặc dù nó không có bắt đầu bằng chữ R, nhưng mà mình when we read, we sound like an R, right? Read, write, writing, and arithmetic. Phải không? Arithmetic. Khái như vậy. So đây mình dùng chỉ A and other hay là non? Hả? Non hả? Mình có xác định ba cái R không? Ba cái R này có xác định không? Có mà. Phải không? Mình đâu có nói là bốn cái R hay là hai cái R đâu. Mình xác định rõ ràng ba cái R mà. Phải không? Xác định rõ ràng mà. So the R's. Phải không? The R. I mean the three R's. Xác định rõ ràng mà. Okay, next one.
So three are considered as a fundamental of elementary education, right? Nghĩa là ba cái điểm, ba cái chữ R này đó thường thường ở bậc tiểu học thường dạy mình, right? Okay, now next one. It and the class turned in their research papers last Friday. Lớp học đó thì nộp cái bài nghiên cứu của họ đó hồi hồi thứ sáu tuần rồi. Và xác định cái lớp nào phải không? Cái lớp nào? The class ở đây mình phải hiểu là những cái học sinh ở trong cái lớp học đó, xác định rõ ràng. Sau đây mình dùng chữ the. Okay. And this one. This one. Hy vọng sau bài này các anh chị biết cách dùng mẫu từ. Còn một câu nữa. Cái con chuột nó không có chịu pick up the information. Yeah, được rồi đó. I like A and the blue. I like A and the blue of your shirt. Non 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 the non thiệt hả? A the non the the non the. Các anh chị mà không cho chị My câu hỏi câu trả lời giống nhau chị My bị cà lăm ấy nha, phải dạy free còn mang bệnh trời. Dạy học xong bị bệnh cà lăm. Chán các anh chị thì thôi á, bài cắt nghĩa tốn biết bao nhiêu nước miếng. Dạ, dạy free còn mang bệnh cà lăm. Chán thiệt á. Ok. Nhớ cho câu trả lời giống nhau please. Tới giờ này rồi cũng còn cho còn trả lời sai nữa. Chỉ dở thì thôi á. Ok, trở lại nè, trở lại câu nãy nè, trả lời trước nè. Màu sắc á mình không dùng mẫu từ. Nhớ nha. Màu sắc mình không dùng mẫu từ. Là câu thứ nhất. I like blue. Okay, I like blue. Right. Nhưng mà nếu mà nó đứng ở trong câu để nó bổ nghĩa cho một cái danh từ nào đó, để mình xác định cái sự việc đó, xác định cái danh từ đó, thì mình được dùng chữ the. Đó là câu thứ hai. Okay. Đó là câu thứ hai. Hai câu này different, I mean not in different story, okay? Có nghĩa là hai câu này hai vấn đề khác nhau. Tôi thích màu xanh, mình nói khơi khơi thôi. Hay là tôi thích màu đỏ, I like red. Tôi thích màu trắng, I like white. Nhưng mà tôi thích cái áo đỏ, cái áo màu đỏ, cái màu đỏ của cái áo của bạn lại khác. I like the blue of your shirt. Of your shirt. Okay. Thành ra ở phía trước là không mà ở phía sau là có. I like blue and I like the blue of your shirt. Cái màu xanh trên cái áo của bạn nó rất là sáng hay nó rất là đẹp gì đó đại khái vậy. Mình nhấn mạnh the blue of your shirt. Okay. Okay, next one. Anh chị nhớ điều này nha. Mỗi lần mình học cái gì mà lạ lạ mới mới đó, mình phải nhớ tới già luôn. Okay. She looked at me from A and the head to A and the foot. Cô ta nhìn tôi từ đầu tới chân luôn.
Rồi nhìn ngược lên từ chân tới đầu, nhìn, nhìn xuống, người từ đầu tới chân, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn lên. Nhìn lên, nhìn xuống, nhìn lên, nhìn xuống vậy á. Đấy. Phải không? Có nhiều người vậy đó các anh chị. Cái này gọi là bất lịch sự. Các anh chị mà có nhìn ai từ từ đầu tới chân hay từ chân tới đầu phải nhìn lén, ok, đừng nhìn trắng trợn. Nhớ nha, cái đó là bất lịch sự. Yeah, cả hai đều là không có mạo từ, hôm qua mình học rồi. From east, I mean from east to west, from north to south. Chứ không phải from the north to the south, from head, I mean from head to foot. Okay, không có mạo từ. Okay, không có mạo từ. So she looked at me from head to foot. Người ta nhìn tôi từ đầu tới chân. Okay, next one. This one nữa không có post ra được. Chán cái con chuột này ha. This one and one. Okay, we learn A and the history in school. And we learn A and the history of our country. Chúng tôi học lịch sử trong trường. Chúng tôi học lịch sử của nước chúng tôi. Yes, cái đầu là mình chỉ nói là mình học cái môn học lịch sử, phải không? Trong trong muôn ngàn lịch sử, môn học lịch sử phải không? Mình chỉ nói chung chung thôi, nên cái đầu nói về lịch sử hay là về geographical, về địa danh đó, thường thường mình không có dùng cái mạo từ. Okay, đó là câu thứ nhất. So we learn history in school. Còn câu thứ hai, mình nhấn mạnh cái lịch sử của cái quốc gia nào, của nước của mình, là mình có chữ the. Okay. Yeah, mình có chữ the. So non and the. We learn history in school and we learn the history of our country. Okay, next one. A and the war is terrible thing. A and the World War II was very terrible. Chiến tranh nó thì là một cái sự việc rất là kinh khủng. Thế chiến thứ hai thì rất là khủng khiếp. Nó thấy như vậy. Yes, chiến tranh, mình nói chung chung, chiến tranh không, đó là uncountable noun. Thành ra mình không có dùng mạo từ. Và Tiểu My đã capital nó rồi, viết qua chữ đầu tiên rồi, phải không? Nó không có mạo từ. And mình nói rõ cái câu thứ hai, mình nói rõ chiến tranh nào, World War II, right? Thế chiến thứ hai nói rõ ràng thì mình sẽ có cái mạo từ the. Cái gì mình xác định trở lại thì nó sẽ có cái mạo từ. So non and the. Okay, now next one. And the Sunday is is and the holiday. Chủ nhật là một ngày lễ. Non and A. Very good. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, là khá nhiều. Friday, không có mạo từ ở phía trước. Okay, so không có mạo từ. Yeah, a holiday is a member of a group. Là một ngày lễ trong cả triệu ngày lễ, right? Thành ra mình không có xác định, chỉ nói là một ngày lễ mà thôi. Okay.
Chỉ nói chung chung là một ngày lễ là thôi, đâu có xác định là lễ lá hay là lễ Đức Mẹ lên trời hay là lễ gì, whatever, right? Hiểu không? Hiểu, hiểu không Lucy? Hiểu không? Lucy hiểu rồi phải không? Chỉ nói một ngày lễ thôi, chưa có xác định là lễ gì, right? Thành ra đây mình chỉ dùng cái mở từ A mà thôi, a holiday. Okay, next one. And the baby cried for A and the owl. Okay. Baby cry for an hour, phải không các anh chị? Cái baby có mình biết baby nào không? Hả? Không biết sao biết nó khóc cả cả tiếng đồng hồ rồi. Không biết sao biết nó khóc cả cả tiếng đồng hồ rồi. Biết mà phải không? Phải không các anh chị? Không biết sao biết nó khóc cả tiếng đồng hồ rồi. Baby hàng xóm. Yeah, một cái baby nào đó đó. Ok. Một cái baby nào đó đó. Cái này á, đúng ra đó mình dùng chữ e nó đúng hơn. Một cái đứa bé nào đó đó, nó khóc cả tiếng đồng hồ rồi. Cái này có thể là mình biết cái baby, có thể là mình không biết, nhưng mà ở đây cái câu này có nghĩa là cái baby nào đó đó, có cái một cái baby nó khóc cả tiếng đồng hồ rồi. Đây mình sẽ, mặc dầu nó viết qua nhưng mà thật sự ra nó là chữ A. Okay, a baby cry for an hour. Còn nếu mà xác định mình không có dùng chữ the baby nha các anh chị, mà mình nói chổng thôi, baby cry for an hour, hay là a baby cry for an hour. Yeah, sometimes nó hơi confused nhưng mà mình chưa cái the best. Ví dụ lớn hết trường rồi ai dụ được các anh chị? Có các anh chị dụ tụi mi thì có. I go to A and the bed at 9 o'clock sharp every day. Non trả lời rồi. Cho câu trả lời luôn rồi. Yeah, go to bed, go to church, go to school. Thì không có chữ, không có mẫu từ the. Next one, lộ đáp án rồi. I go to, cái con chuột này phải đè mạnh nó xuống, phải nhấn cái cổ nó thiệt là mạnh, nhấn nó xuống đất mới được. I go to work by A and the bus. Đè đè cái cổ nó sát xuống nó mới rít được. Sao ở đây có chữ đờ nữa? Okay, những cái transportation like car, bus, train, airplane không có mẫu từ. Okay. Không có mẫu từ. I go to school by bus, by train, by airplane, đại khái như vậy, không có mẫu từ. Okay, next one. Microchips are used to make A and the computer. Non nha các anh chị, make computers. Không có mẫu từ. Make computers. Đâu có xác định computer nào đâu. Okay.
Chị nói, hỏi tại sao làm sao tiểu mi biết tại sao? Có những cái danh từ khi mình không có dùng mẫu từ, giống như computer, homework, holiday, đại khái vậy, mình phải thuộc lòng nha các anh chị. Đó giống như là một cái luật vậy đó, khi mình phải thuộc lòng thôi. Còn hỏi tại sao, sao tụi mi biết tại sao? By the air, by air, phải không? By air. Cho cái câu mới được. By air là by gì? By airplane. Chứ by air là by gì? Right? Nếu mà nói về cái transportation á, thì mình không có dùng mẫu từ. Yeah, phải nói rõ ra. Okay, now next one. By UFO, huh? When I was at A and the zoo, I saw A and the elephant. Khi mà tôi ở ở tại cái sở thú á, tôi thấy một cái con voi. Non hả? Các anh chị có biết sở thú nào không hả? Các anh chị có biết sở thú nào không? Có biết đi sở thú nào không? Biết phải không? Biết. Right? Dạ không biết. Sao thấy con voi được? Không đi sở thú sao thấy con voi được? Right? Ở đây mình kể lại. Phải không? Đây mình kể là khi mà tôi ở trong cái sở thú á, nghĩa là mình đi sở thú hồi sáng, khi mà tôi trong sở thú á, tôi thấy con voi. So mình sẽ dùng chữ the ở đây. When I was at the zoo, I saw an elephant. Một con voi, chỉ nói khơi khơi thôi, nói chung chung thôi. Đấy. Right? Thấy một con voi, mình không có nói con voi đó. Cái voi nó dài, cái voi nó ngắn, nó bự, mập hay là nó ốm, đâu có nói rõ đâu. Đấy. Right? Okay, next one. Oh my, cái bài bài homework này, no, bài exercise này nó rất là dài nha các anh chị, có cả trăm câu luôn á, là không biết đến chừng nào mới hết. My donation was a and the drop in the bucket, the bucket. Cái sự mà donation là gì? Cái sự mà gì các anh chị? Donation là gì? Cái sự mà mình cho đó. Có cái chữ nó khác hay hơn. Cái sự và quyên góp đó, của mình đó. Không phải quyên góp. Cái sự mà mình đóng góp đó. Và cái sự đóng góp của mình đó, cái cống hiến của mình đó. Và còn quyên góp là mình quyên tiền ta. Quyên góp tiền ta. Còn này là mình cho tiền cho người ta. Okay. Sự đóng góp, sự cống hiến là hay. Sự cống hiến của mình á, thì chỉ là một giọt nước ở trong cái thau nước mà thôi. Đó, ý nói như vậy. Chỉ là một giọt nước ở trong cái bucket. Bucket là cái thùng nước á. Nghĩa ý nói là mình quyên góp ít xỉn là đại khái gì. Yeah, đây là một cái thành ngữ rất là hay. Ok. A small amount compared to what need. So đây mình dùng chữ gì các anh chị? Dùng chữ A, right? A drop. Okay, a drop in the bucket. Bucket. Đây là những thành ngữ. Okay, next one. Maria nữa. Hốt sao không được nữa, thấy không? Ghét ghê đi mất. Copy and paste. Yes. Maria blew off A and the handle when she saw
her little brother playing with the matches. Cái này nghĩa là gì? Blew up the handle. Ai biết mình mới dùng mạo từ đúng. Blew up the handle. The handle. Có nghĩa là she became very angry. Okay. Phải không? She became very angry. Cô ta thì giận dữ, trở nên giận dữ khi mà cô ta thấy em trai nhỏ của cô ta đang chơi với hộp quẹt á. Yeah, giận dữ. Became very angry. Sau đây mình sẽ dùng chữ the. Okay, now next one. One troublemaker on A and the team may call A and the bad apple. Một cái người mà troublemaker là gọi là người gì ta? Cái người mà khủng bố á. Dịch khủng bố đi, phá rối á. Okay. Trong một cái đội đó, cái người phá rối đó, trong một cái đội thì gọi cái người đó là bad apple. Có nghĩa là gì các anh chị? Bad apple có nghĩa là gì? Câu này có nghĩa là gì? Bad apple có nghĩa là bad influence. Okay. Là bị là ảnh hưởng xấu đó. Ảnh hưởng xấu á. Yeah, what? Cái đó là nghĩa đen, còn nghĩa bóng là một cái người giống như là con sâu làm rầu nồi canh vậy đó, làm cho cả đội nó bị ảnh hưởng xấu luôn á. Okay. Sau đây mình sẽ dùng chữ a team, mình nói chung chung thôi. Cái câu này mình nói chung chung chứ mình không có xác định cái đội nào hết trơn. Trong một cái đội đó mà có một cái người như vậy thì sẽ làm cho bị ảnh hưởng xấu nguyên cái đội luôn. Thấy như vậy. So may call a bad apple. Bad apple. Cả hai đều là chữ A hết. A team, a bad apple. Okay, next one. A and the other team will get A and the upper hand if we don't play better in A and the second half. Half. Một cái đội khác sẽ đưa cái tay lên. Okay. Nếu mà chúng ta không chơi hay hơn ở cái nửa cái phần sau, nửa cái giờ sau đó là khá như vậy. Okay, cái đội khác mình có biết cái đội nào không các anh chị? Có biết cái đội nào không? Câu đầu tiên mình biết cái đội nào không hả? Không biết hả? Không biết sao chơi với nó làm chi vậy? Trời. Không biết sao chơi với nó làm chi vậy hả? Biết, ok. Này mình đang nói nếu mà mình không chơi tốt hơn thì cái đội kia nó sẽ thắng mình. Thành ra mình biết cái đội nào, phải không? Nhưng mà mình đang nói về mình mà. Mình đang nói về mình. If we là us. Mình đang nói mình mà, phải không? Thành ra mình phải biết cái đội nào mình đang chơi, phải không? Phải không nào? Trả lời đi please. Say yes đi. Say yes cho rồi đi. Không được cãi với thầy cô, thua là cái chắc. Okay. Yes, mình đang we mà. Okay, we.
Đấy. Không biết đổi đó, vậy mình chơi với ai trời. Không chơi mà đòi chơi tốt hơn. Anh đã câu đầu tiên là chữ D. Okay, the other team. Right, xác định cái đội bên kia kìa. Okay, we'll get A and hay là the upper hand. Hả? Câu thứ hai. Đi luôn, xác định nó sẽ get the upper hand nghĩa là gì các anh chị? Get the upper hand nghĩa là gì? Nghĩa là the win. Nghĩa là gì? Nghĩa là win. Get tại cái đội à, câu này mình sẽ dịch như vậy nè. Cái đội kia nó sẽ thắng. Ok, mình dịch như vậy đó. Đây là một cái thành ngữ get. Get the upper hand có nghĩa là win, will win. Ok, will win. Tại sao là nó là thắng các anh chị? Tại sao nó thắng? Các anh chị có bao giờ coi football không? Bên Mỹ không? Mỗi lần mà cái thằng quarterback mà nó chọi vô nó touchdown đó thì nó làm gì? Nó nhảy cà tưng lên. And hai tay nó giơ lên phải không? Không ý không nè. Các anh chị có bao giờ thấy nó không? Nó nhảy cà tưng rồi nó giơ tay lên phải không? Có nghĩa là nó win, nó thắng rồi. Touchdown có nghĩa là nó chọi cái banh vô vô được, nó đá cái banh vô được. Right? Yes. Thì nó thường thường á, hay là mình thích thú cái gì đó mình cũng nhảy lên, mình giơ tay lên. Hola, đại khái như vậy. Okay, ăn mừng á. Thành ra cái đây là một cái thành ngữ to get will win hay là will get the upper hand. Okay, so câu thứ hai sẽ là the upper hand. Có nghĩa là win á. Mình phải hiểu ngầm như vậy đó. If we don't play better in in gì? A and hay là D? In the, right? In the second half. Mình biết win ở trong cái phần nào, cái phần sau, phải không? So again, the other team will get the upper hand if we don't play better in the second half. Ok, nói tóm lại là the upper hand có nghĩa là win. Ok. Ok, next one. Nó áp dụng trong những câu thành ngữ rất là hay các anh chị. Cái mẫu từ đó. Patrick hit A and the hay early because she was tired. Có một cái vấn đề chị mình muốn mention lên cho các anh chị. Cái này nếu mà ending sau thì mình đọc ra chữ T, chữ D hay là chữ ED. Mình đọc là tight hay là tied hay là tie tie tired. Hả? Đây là động từ có. Yeah, tied. Phải không các anh chị? Mình đọc thành chữ D. Thành ra nếu mà như vậy thì cái âm nào là âm chánh? Tide, tide. Đọc là T hả? No, đọc là D. Ok, đọc là D. Chứ không đọc là T. Không phải tight, mà là tide. Mình không có thể đọc hai cái âm một lượt nha các anh chị. Mình không có thể đọc là tired, không đọc như vậy. Thế không đọc như vậy. Mình chỉ phát âm ra cái âm. Có nhiều người quan trọng quá cái vấn đề mà phát âm đó. Ví dụ như chữ watch. Sẵn tôi mới chia sẻ cho các anh chị luôn để giải một cái vấn đề cho các anh chị. Cái này mình đọc thành âm gì?
T hay là D mình đọc là watched hay là watched hay là watch it. Yeah, mình đọc thành chữ T phải không các anh chị? Right. Thành ra nó có hai âm chánh ở trong đó, một là watch. Right. Hai là watched. Watched. Có nhiều người đọc như vậy, các anh chị không nên nên đọc như vậy. Ok. Rồi. Mình đừng có quan trọng quá cái vấn đề mà phát âm cuối làm cho mình bị confused rồi mình sẽ bị không có vui tới già luôn. Hình như cái âm chánh ở đây sẽ là âm T chứ không phải là âm ch, không phải là âm chờ. Mình đừng có đọc là watch. Đừng đọc như vậy. Mình chỉ cần đọc là watch. Ok, chứ không phải là watch tờ. Watch. Để người ta biết ô mình đang đọc về quá khứ. Còn nếu lại thì mình cứ đọc là watch. Hiểu không nào? Một cái là watch là hiện tại, còn một cái là watched là quá khứ. Thế các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Có nhiều người quan trọng quá cái vấn đề mà phát âm ED ở phía sau. Thế watched quá khứ, watch hiện tại. Thế còn trở lại vấn đề. Sau đây mình sẽ đọc she was tied. Cái âm cuối nó sẽ là âm D. Were tied. Patrick hit. Hit gì các anh chị? A and other. Hit the hay. Okay, hit the hay. Đây là một cái thành ngữ luôn. Hit the hay có nghĩa là gì? Nghĩa là go to bed. Nghĩa là went to bed. Đi ngủ. Hit the hay có nghĩa là đi ngủ sớm, đi ngủ. Okay. Patrick hit the hay là đi ngủ sớm bởi vì cô ta mệt. Đây cũng là một cái thành ngữ luôn. Okay, next one. Tiger. Rosa hit A and the ceiling when she saw his sister painting A and the television. Sao dùng chữ gì ở đây các anh chị? Hit gì? A and the ceiling hay là the, phải không? Hit the nghĩa là gì các anh chị? Hit là đụng, the ceiling là cái trần nhà. Có nghĩa là gì? Hit the ceiling có nghĩa là gì các anh chị? Đập đầu hả? Ngạc nhiên hả? Các anh chị có thấy những người đàn bà mà người ta giận dữ người ta làm gì? Giận dữ người ta nhảy lên la hét lên, nhiều khi giận đến nỗi nhảy đụng đầu lên trên trần nhà luôn phải không? Nhảy càng lên, nhảy cao thiệt là cao, đụng đầu lên cái trần nhà luôn phải không các anh chị? Còn giận vừa vừa thì còn đứng chỗ, chứ giận dữ lên là nhảy cái tưng lên. Không bao giờ thấy hả? Cái câu này có nghĩa ám chỉ như vậy đó. Khi mà giận dữ thì nhảy lên đụng cái trần nhà luôn. So hit the ceiling có nghĩa là very angry. Very angry. Cô Rosa thì cổ rất là giận dữ khi mà cô thấy em của cổ sơn cái tivi. Tivi thì dùng chữ A and or the các anh chị hả? Dùng chữ A and or the. The. Tại sao chữ the? Là tại vì biết sơn cái tivi nào mà phải không? Phải không? Biết sơn cái tivi của cô ta mà phải không? Ở đây mình dùng chữ the. Ok, xác định the. Ok, next one. Đây là những thành ngữ các anh chị nên
thuộc luôn. Hit the ceiling is very, it's mean very angry. Oh, your last matches. Không có poster được. Yes. Yeah. Okay, Steve. Brother's hand. In a n, the nick of a n, a non time before he touched a n the hot pan. Steve nói thì nắm tay Rob là giật lấy hay là nắm cái gì đó, giật cái gì đó tay của em trai nhỏ của cậu ta. Và yeah, giật lại đó, kéo lại đó. Ok, A and the nick. Mình chọn cái nào các anh chị? In the nick. Okay, in the nick. Xác định in the nick of A and the, in the nick of time. Phải không các anh chị? Of time. Có nghĩa là gì? In the nick of time có nghĩa là gì? Nghĩa là just in time. Vừa đúng lúc. In the nick of time sentence. Yeah, he là little boy. Là his little brother. Right. Vừa đúng lúc cậu bé đó, cậu bé đó rờ cái chảo nóng đó, phải không? So cái cuối cùng là a and hay là the các anh chị? A and hay là the? Cuối cùng á, the, thấy không? I mean grandpa told me to knuckle down at A and the school if I want to be a doctor. Ông nội ông ngoại gì đó nói với tôi to knuckle down là gì các anh chị? Knuckle down nghĩa là gì? Knuckle down có nghĩa là work hard. Không phải đầu hàng, work hard có nghĩa là phải học chăm chỉ đó, phải học yeah, work hard, work chứ không phải word, work yeah, work, work hard. In school, at school, if I at school, if I want to be a doctor. Okay, next one. Chain. Đây là những cái thành ngữ mà thường thường đi chung với những cái mẫu từ rất là hay. Ho nữa. Knuckle. Repaste this one again. Next one. Being new in school, I knew it would take some time to learn A and the ropes.
nghĩa là gì? Dịch là being in school có nghĩa là có nghĩa là mình đang làm một cái học sinh mới trong trường. Mình phải biết là mình phải biết là mình phải trải 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 qua nhiều thời gian to learn what? To learn the ropes. Okay, đây là cũng là một cái thành ngữ. Learn the ropes có nghĩa là gì? Learn the ropes, nhấn mạnh the ropes có nghĩa là to get to know how things are done, có nghĩa là mình biết mọi chuyện ở trong trường nó làm sao, nó xảy ra thế nào, mình phải làm gì. Đại khái như vậy là you have to know everything happening in school or how to do in school, how to do things in school. Đại khái như vậy đại là mình phải biết know everything. Okay. Khi mà mình là học sinh mới thì mình phải học để biết everything, the rule, everything. Yeah. So đây là một cái thành ngữ to learn the ropes có nghĩa là to know how things are done. Okay, now next one. Những cái thành ngữ này thường thường dùng với cái mẫu từ a and or the. Oh, thấy không? Không bao giờ mà copy được hết trơn. Ok, câu này nha. Dear, let A and the cat out of the bag and got her sister in trouble. Sau đây mình dùng chữ gì? Cũng là một thành ngữ luôn. Let the cat out of the bag có nghĩa là let the cat nha các anh chị, let the cat out of the bag có nghĩa là telling a secret, telling secret nghĩa là bật mí, bật mí nghĩa là nghĩa là đi mét á. Khai á, đi mét á. Khai gì vậy? Okay. Không phải gợi ý. Không phải gợi ý mà đi 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 là lẻo mép. Lẻo mép là hay nhất. Đi lẻo mép, lẻo mép để cho em của ta bị trouble. Okay. Bị đòn, khai như vậy. Lộ bí mật đó. Đấy. Ok, đó là câu này. Ok, let the cat out of the bag. Ok, next one. Câu này nha, câu này cũng là một thành ngữ luôn. If I strike out again, I will lose A and the hay là non-face. Nếu mà mình strike out again nghĩa là gì các anh chị? Strike out again có nghĩa là nếu mà mình biểu tình lần nữa đó. Hay là nếu mà mình strike out again nghĩa là gì? Cái này là nó involve the game. Thất bại á. Strike các anh chị có chơi baseball không? Strike out có nghĩa là bị thí dụ các anh chị strike 3 lần, lần thứ 3 mà cũng hụt á thì các anh chị bị out, có nghĩa là ra khỏi cái game. Okay. Có nghĩa là mình có dịch qua để let me see. Các anh chị biết cách chơi baseball không? Nó chọi cái banh cho mình đánh, mình dùng cái bat để mình đánh cái banh. Ok, mà ba lần nếu mà mình đánh hụt ba lần á thì coi như mình strike out, mình bị loại ra. Let's see. Let me make sure I strike out.
Yes, straight up. To cross something out of a section of printing or writing is wrong. Please try out. Try out this sentence. To be the layout after making three strikes. Yeah, Timmy đúng, nói đúng rồi. Baseball. Các anh chị hiểu không? Khi mà các anh chị đánh 3 lần mà hụt trái banh á, đất chật á, thì các anh chị bị out. Okay, bị lỗi ra. Cái này nó nói về cái game chắc. Nếu mà tôi mà đánh ra ngoài một lần nữa đó, tôi bị lỗi một lần nữa đó, thì cái gì? I will lose what? And I will lose what? A and the, hay là non-face? Huh? The face? No, thành ngữ nó không có chữ the ở đây. Okay, không có chữ the ở đây. I will lose face, nghĩa là mất mặt. Dịch sát nghĩa tiếng Việt luôn. Okay, lose face có nghĩa là mất mặt, có nghĩa là xấu hổ. Nghĩa là xấu hổ, to be embarrassed. Okay. Đây cũng là một cái thành ngữ, không có mạo từ đây nha các anh chị. I will lose face có nghĩa là I will be embarrassed. Okay, now next one. No, nhiều cái thành ngữ mình học mình phải biết chứ mình không có tự create ra. Ngoại trừ nó có vô từ điển rồi thì it's okay. Ta nói lose face, ít ai nói save face hết trơn á. Tiếng Việt mình phong phú một nghĩa mà mình nghĩ ra nghĩa khác. Walking home from 8 and 9. Đi bộ về nhà từ từ cái bữa tiệc. Tôi cảm thấy là tôi thì ở trên tầng thứ 9. Trời ơi. Dịch như vậy. Tôi thì ở trên tầng thứ 9 có nghĩa là gì các anh chị? Hả? Có nghĩa là gì? Yes, ở đây mình sẽ dùng chữ the party. Tại mình biết mình đi dự tiệc nào, tiệc cưới hay tiệc sinh nhật hay tiệc gì đó. Khi mình xác định cái bữa tiệc đó, the party, right? And I was on what? On cloud 9. Là I was feeling very happy. Có nghĩa là mình vui vẻ đó. Có anh chị nào hút xì ke không? Khi mà các anh chị ở tầng thứ 9 là các anh chị feel good, right? Khi nào mà các anh chị ở đây không có dùng mạo từ nha, không dùng mạo từ. Okay. Các anh chị hút xì ke là các anh chị feel lân lân đang ở tầng thứ 9. Đang ở tầng thứ 9 á. Okay, ở đây không có dùng mạo từ. Okay. Nhớ nha. Cái này dễ. Không có hút. Những miền sao hút được. Đang ba hắn gác ai không hút thuốc sao hút xì ke được. Cái gì? Thành ra đây không có dùng mạo từ. Sẵn đây thì mình nói luôn. I go to. Okay, I read chapter. Ten. Tên chị đọc câu này. I read chapter 10 hay là chapter 10? Which one is right? Hả? Người tên gì của mình tao qua trinh nữ. Đừng nói vậy, hoàng hậu với lại phi, quý phi, bàn phi gì đó, giết tưởng mi chết. Hả?
I read chapter 10 hay là 10. Ten. Ten không có th, ok? Không phải tenter. Ten không hả? Ok? Ten không hả? I read. Hay là I read đi. Nói quá khứ đi. Chapter. Ten. Đúng ra là gì phải không các anh chị? Phải không? Nếu mà viết số thì nè. Thành ra mình viết chữ vô thì nó sẽ là chapter 10 without th, right? I read đi nha, quá khứ nha. I read chapter 10. Nói rõ ràng ra. Ok. Đây là một cái cách. Ok, đây là một cái cách mà người ta viết như vậy. Ok. Còn nếu không thì mình phải đọc như gì? Mình phải nói gì? I read yeah, nó chỉ có I read the okay. I read it. And I read it in 10 chapter. That another way to write. I read it in 10 chapter. Giờ mình để số vô. I read it in 10 chapter. Anh chị hiểu cái cách này không? Anh chị hiểu phải không? Nhưng mà cái cách phía sau đó, I read it in 10 chapter, không có ai nói như vậy. Okay? Đồng ý là đúng dòng phạm, nhưng mà không có ai nói như vậy. Thường thường người ta nói I read it, I read chapter 10. Okay? Cái 10 đó nó sẽ là adjective cho cái nào. Ok. Còn cái 10 ở phía sau đó cũng là adjective. Mình gọi nó là object complement. Cái 10 là I read chapter 10 đó, nó là object complement. Có nghĩa là cái 10 đó nó sẽ là túc từ bổ nghĩa cho cái object. Các anh chị hiểu chỗ này không? Nó hơi khó với các anh chị nếu mà các anh chị chưa có nắm vững về văn phạm. I read chapter. Thường thường ít khi nào mà họ để chữ the vô, để đến khi nào mà học tới cái vấn đề này chị mi nói, nhưng mà ý ở đây chị mi muốn my point is to emphasize the different way to use the cardinal number or ordinary number. Okay. Các anh chị hiểu cái gì? Chị mình cố tình nói ở đây để cho các anh chị biết cách dùng khi nào mà mình dùng số thứ tự. Có những cái vấn đề mà nó không có nằm ở trong cái của chị mình á, mà các anh chị hỏi cũng làm khó chị mình đó, biết không? Không phải chị mình know everything đâu. Okay. Đừng hỏi những cái gì chị mình không biết. Okay. Rồi các anh chị cho thí dụ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty đi. Nói làm sao? Giờ hỏi những cái gì ngoài đề là muốn tụi mày bí hả?
Muốn cho mi bí hả? Kỷ niệm 10 năm nói sao các anh chị? 10 năm thành lập công ty nói sao? Kỷ niệm là gì? Anniversary, right? 10 năm là gì? 10 year, right? Thành lập công ty nghĩa là gì? Hả? Anniversary, chứ không phải anniversary nha, anniversary. Right? Thành lập công ty nghĩa là gì? Hả? 10 company established anniversary. Khá gì vậy đi. Thì đó, có những vấn đề mà Tiểu My không có used to it thì hơi khó. Ok, hãy suy nghĩ là khá như vậy đó, nhưng mà I help you a little bit, right? Ok, trở lại bài bài homework nha các anh chị. Yeah, 10 năm có nghĩa là 10 years, right? Các anh chị cũng có thể tự làm nhiều lắm. What's not pin? Where is it? Working home. Okay, now this one. No, không có bài tập về nhà. Đây là đang bài tập đó đi, không có không 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 chơi cái đó đâu. Biết khỏi đi. Khỏi đi. Your news. Okay, I was on A and the doctor. And A and the non-needles. I was on pins and needles. Okay. Không có mẫu từ gì hết. I was on pins, very good chung xa, and needles. Is waited to see the doctor. Có nghĩa là gì các anh chị? I was on pins and needles. Có nghĩa là gì? What does that mean? Chung xa. Có nghĩa là gì? I'm feeling nervous. I'm nervous. Có nghĩa là I'm nervous. Nervous có nghĩa là gì các anh chị? Nervous có nghĩa là gì? Đang sợ hãi. Tại bị chích đó biết không? Tại bị chích đó. Gặp ông bác sĩ ông chích cho mình một mũi thì chết luôn. Và đang lo lắng hay là đang hồi hộp đó, đang lo sợ đó. Có nghĩa các anh chị đang ngồi trên đống đinh đó, đại khái như vậy. Hay là đang ngồi trên cái kim á thì các anh chị cảm thấy thế nào hả? Khá như vậy, các anh chị cảm thấy thế nào? Các anh chị sợ phải không, hồi hộp, sợ đau đó phải không? Nó nghĩa là như vậy đó, nghĩa là I'm so nervous hay là I'm feeling nervous. Không có mạo từ nha, chứ không sao biết đúng á. Okay, next one. Next one. Ngồi trên cái kim mà. Over and above A and the aside reading. I read
and the two library books. Over and above có nghĩa là gì các anh chị? Over and above, đây cũng là một cái thành ngữ luôn, nghĩa là gì? Bên trên hả? Có nghĩa là in addition to. In addition có nghĩa là ngoài những cái cuốn sách mà mình được assign, nghĩa là bà thầy bà kêu mình đọc những cái cuốn sách mà bà bắt mình đọc đó, assign book hay là assign reading, đọc những cái điều mà mình được assign. Assign có nghĩa là được cho đó, được nói bảo mình làm á. Okay. Ngoài những cái cuốn sách mà thầy mình kêu mình đọc hay ai kêu mình đọc đó, thì mình còn đọc thêm hai cuốn sách thư viện nữa. Right? Hai cuốn sách thư viện nữa. Câu này có nghĩa là như vậy. Over and above the assigned reading. Tại vì mình dùng chữ the ở đây, tại vì mình biết cái cuốn sách nào mà mình đã được assigned rồi. Assigned rồi. Phải không các anh chị? Nên mình dùng chữ the ở đây. And phía sau mình cũng dùng chữ. Chữ gì? Có dùng mẫu từ phía sau không? Không cần dùng mẫu từ phía sau nha. Mình chỉ nói là mình đọc thêm hai cuốn sách khác nữa. I read two library books. Okay. I look two library books. So above, over and above có nghĩa là in addition to. Okay, next. Của nó khi mà nó gọi ông thầy bằng một cái tên sai đó. Put his foot in his mouth có nghĩa là ông thầy là tên gì rồi, phải không? Biết the wrong, xác định cái wrong name mà. Thí dụ như ổng tên các anh chị hiểu mà, phải không? Nếu không biết tại sao biết là wrong name, phải không? Ví dụ gọi ổng cái nickname của ổng, phải không? Thành ra biết gọi ổng là cái gì rồi, phải không? Thành ra mình phải dùng chữ the. Okay, that's why I'm asking you hero kid. So put his foot in his mouth có nghĩa là gì các anh chị? Là say something embarrassing. Nghĩa là Tommy nó nói say something embarrassing. Embarrassing nghĩa là gì? Nó nói anh chị dẹp đi, và xấu hổ đó. Nó nói một cái câu gì mà xấu hổ là đại khái như vậy đó. Nó có nghĩa là Tommy said something embarrassing when he called his teacher by the wrong name.
put his foot in his mouth. Khi mà các anh chị thấy có cái miệng ở trong đó có nghĩa là nó đang nói, okay? Đang nói, miệng là chỉ cái lời nói, chỉ cái sự nói, phải không? Thành ra ở đây mình phải nói là he's saying something or he said something. Mà nó không có nó nói những cái lời mà nó không có được là tốt á, okay? Không có được tốt á. Say something embarrassing nghĩa là gì các anh chị? Oh, let me Google translate then. Hiểu mà nhiều khi tiếng Việt không biết cách nghĩa. Say something, something embarrassing. Embarrassing. Ghét cái từ điển tiếng Việt cho lây á. Không phải nói trong lúng túng. Nói trong lúng túng là chưa có embarrassing. Okay. Dạ, yeah, nói nó sao cứ câu này hoài vậy ta? Đợi tiếng Việt tí xíu nha. Embarrassing, đúng rồi. Từ điển không cũng không dịch luôn nữa. Cậu ta nói một cái gì đó đó mà nó không có được không có được tốt đẹp á, không có được dạ là ý là vậy đó. Dạ yeah, đúng là vậy đó. Nghĩa là cái người đó ăn nói vô duyên á. Dùng okay. Yeah, nghĩa cái người đó thốt ra những cái lời, những cái lời mà bất lịch sự đó, embarrass đó, làm cho một những cái lời mà xấu hổ, xấu xa làm sao đó, khi mà cái người đó gọi tên của ông thầy sai đại khái như vậy, khi okay, đại khái như vậy, các anh chị hiểu rồi phải không? Đồng ý không? Đồng ý cái câu câu dịch của chị My không? Hả? Phải không? Phải khái như vậy. Thế còn còn cái câu we still have to see some rough sharp and black on the furniture. Rough thường thường là những cái điều gì mà nó hoặc là nó quá xấu đi, hay là nó sai, hay là có những cái vết gì đó ở trên cái furniture. Ok. Ý tiểu mi hiểu như vậy đó. Tính sao đi là gì hả? Giờ nghe rồi phải không? Cái câu của ai mới vừa post ra đó. Ví dụ mình mua bộ bàn ghế và bộ bàn ghế nó bị trầy hay bị gì đó, bị có những cái vết đen gì đó, mình kêu người ta sửa lại, người ta sửa lại nó vẫn còn đó, thì mình nói cái câu này. Ok. Mình nói câu này thấy như vậy. Ok. Nghe được mà, nãy giờ các anh chị đều nghe được mà. Ok, tiếp tục nha các anh chị, tiếp tục. Không gây với các anh chị đâu, không rảnh đâu. Làm cho hết bài tập cho rồi đi. Rồi mình sẽ gì đó kêu bằng mình sẽ nói phải quấy sau. Ok. Giờ này chưa phải là giờ uốn lộn.
Muốn lộn không? Ok, now the coach. Chúng mình dịch rồi, dịch sơ sơ cái câu của ai rồi mà, phải không? The coach said, don't rock it and the boat if you want to stay on this team. Có nghĩa là gì? Hả? Các anh chị nếu mà cần help những cái gì privacy, những cái gì mà cá nhân đó, thì các anh chị có thể PM với nhau, ok? Đừng có disturb, để mình làm bài tập cho nó hết cho rồi. Hy vọng hôm nay mình làm cho hết để các anh chị nắm vững cái phần mẫu từ a, cái cách dùng mẫu từ a and the. Thì mình không có muốn mình bị gián đoạn nửa chừng, ok? Khi mà các anh chị chưa có nắm vững hết, ok? Đồng ý không nào? Ok rồi, tiếp tục nha. Làm câu này please. The coach said, don't rock it and the boat if you want to stay on this team. Nghĩa là gì? Đừng có phá đám đó, phải không? Khi mà các anh chị lắc lắc cái thuyền thì bị gì? Bị gì? Bị chìm phải không? Cái tàu nó có thể nó bị lật phải không? Right? Nó bị lật. Phải không? Có nghĩa là ông thầy ông nói mình đừng có làm chuyện đó, có nghĩa là mình đừng có náo loạn, đừng có gây trouble, that's right. Okay? Don't make any trouble if you want to stay in the stay on this team. Cho đây mình dùng sẽ dùng chữ the. Okay, next one. Okay, we move on quickly nha các anh chị. Mình chỉ còn có 1 hour left and we still have a lot of sentences. Rồi mình dùng câu, mình làm câu này nha. Không có post là được. This one, A and the car in the garage is my sister's car. Chiếc xe ở trong cái garage, cái nhà xe là xe của chị tôi, em tôi gì đó. Give me two. Yeah, ở đây mình dùng chữ the, phải không? Okay. Chị xác định chiếc xe của em tôi, right? Đây mình dùng chữ the. Really good. So we use the definite. Article the with the now car. Because this particular car is so familiar, right? Nữa, thấy không? Cái con chuột của chị My nó cứ keep repeating. I had a and the rude awakening when I saw a and the letter F at the top of my English quiz. Sau đây mình dùng chữ gì? Câu đầu dùng chữ A, ok? A. Cái này nói chung chung chứ không có xác định là rule awakening là một cái gì xác định, mình chỉ những người khác cũng có thể có cái này, cái này là nói chung chung A, ok? A. A rude awakening có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái sự mà các anh chị biết rude là gì chứ gì? Rude là gian ác, là không có nice á.
Awakening là giật mình đó, awake đó. Nghĩa là mình bị bàng hoàng, mình bị giật mình đó. Mình bị một cái sự giật mình mà nó không có tốt á, có nghĩa là mình bị bàng hoàng á, mình bị kinh hoàng, mình bị sốc đó, đây, đúng rồi đó, bị sốc đó, hết hồn đó, khi mà tôi thấy, sau đây mình dùng chữ A and chữ the, I saw the ladder F, xác định cái ladder F, phải không? Bị fail rồi, bị rớt rồi, thành ra hoảng hồn, hết hồn luôn. Okay, now next one. You can hear any more? Check your microphone then. Okay, next one. Hình như là Lily các anh chị làm đúng hết trơn rồi đó. Michael had to burn A and the midnight. Oil the day. Before the big test. Có nghĩa là we work late into the night. Có nghĩa là mình work overtime, work cho đến nỗi cái đèn nó hết luôn, là mình work very late, right? Work lately. Phải không? Nghĩa là mình học quá khuya luôn, okay? Mình học quá khuya luôn. Ý nói như vậy đó. Có nghĩa work late into the night. Okay, làm cho học cho đến nỗi hết đèn luôn. Tại vì thường thường đó mình đâu có để cạn đèn ban đêm để học hồi xưa đó các anh chị phải không? Người ta học tới thí dụ 11, 12 giờ đèn nó vẫn còn, cái dầu đèn nó vẫn còn. Nhưng mà học cho đến nỗi mà cái đèn nó hết luôn là học cho tới 1, 2, 3 giờ sáng luôn. Phải không? Có nghĩa là mình work late hay là mình study too late, so late. Chị phải mình phải hiểu là thái như vậy. Okay. Okay, now next one. Đây là những cái thành ngữ. Michelle was the first to break A and the ice in the room full of new students. A and hay là the? Các anh chị có bao giờ nghe cái thành ngữ này không? Break the ice. Có nghĩa là gì? Break the ice. Có nghĩa là gì các anh chị? Các anh chị đi đám cưới. Ví dụ mình single. Thường thường họ để mình vô những cái bàn cũng những cái người ngồi chung với mình cũng là single luôn. Phải không? Thì single với single với single với single 10 cái single gặp nhau đâu ai nói chuyện với ai đâu, đâu ai dám nói chuyện tại lão quất mà. Đấy, lão quất hả, ai cũng ngồi im ru hết trơn. Đấy. Ai cũng ngồi im ru hết trơn. Sao mình cảm thấy mình nhột nhột cái sao mình break the ice. Khi mà các anh chị ai cũng ngồi im ru không nói chuyện thì các anh chị cảm thấy cái không khí nó lạnh lùng như nước đá phải không?
Thấy không các anh chị? Nổi da gà. Nổi da gà luôn, phải không? Phải không? Right? Thành ra cái không khí nó lạnh lùng như nước đá. Và mình break cái the ice đi, có nghĩa là mình phá vỡ cái sự im lặng đó. Có nghĩa là mình làm gì? Mình start a conversation hay là mình start to talk. Okay? Mình bắt đầu mình nói chuyện. Các bạn khỏe không? Sao các bạn ngồi im ru vậy? Chán thì thôi. Đi ăn đám cưới mà im ru vậy. Phải cười lên, đại khái như vậy mình bắt chuyện. Okay? Mình bắt chuyện, mình nói chuyện cho có chuyện. Right? Đó là break the ice, có nghĩa là start a conversation. Okay? Cười sao ăn được. Đó, nghĩa là như vậy, nghĩa là phá vỡ cái bầu không khí yên lặng, có nghĩa là mình phải nói chuyện. Okay? Mình bắt đầu mình nói chuyện. Okay? Start to talk hay là start a conversation. Sau đây mình sẽ dùng chữ break the ice. Okay, okay, next one. I was feeling under and the weather, so I didn't go to school. Feeling under the weather có nghĩa là gì các anh chị? Có nghĩa là gì? Không khỏe là bệnh, yeah, là bệnh. Okay. I was sick, so I didn't go to school. Câu này nó giản dị như vậy đó. Okay, nó giản dị như vậy đó. Feeling under weather. Under the weather có nghĩa là sick. I was sick, right? So I didn't go to school today. Okay, next one. Oh, không có post ra được. Let me find another way to do it. Yes, I think. Okay, this one. James found it difficult to sleep because of and the noise coming from his neighbor's house. Yeah, mình xác định cái sự ồn ào nào, phải không? Cái sự ồn ào đó từ cái nhà hàng xóm, phải không? Xác định cái the noise coming from, right? Đang đây mình dùng chữ the. James nó bị khó ngủ bởi vì cái tiếng, những cái tiếng ồn ào từ cái nhà hàng xóm, phải như vậy. Okay, now next one. Philip liked and the cake that Angela made for his birthday. Yeah, dĩ nhiên chữ the nha, đáng yêu không? Biết cái bánh bánh sinh nhật nào, phải không? Xác định cái bánh sinh nhật đó đó. Okay. Xác định cái bánh sinh nhật. Yeah, đáng yêu không biết rồi đấy. Okay, now next one. If any word is always the innocent who suffer the most. Yên chứ không phải F nha. Trong bất cứ một cái cuộc chiến tranh nào thì thường thường đó thì nó luôn luôn có những cái người vô tội phải phải chịu khổ nhiều nhất. Chữ A ở chữ N ở chữ D. Ở đây xác định chưa các anh chị? Xác định những cái người innocent. Okay, người vô tội xác định rõ ràng mà, nói là innocent mà. Right? Innocent, the innocent, xác định rõ ràng mà, những cái người vô tội chứ không có gì phải là những cái người make chiến tranh, create the world hay là make the world, xác định rõ ràng.
không biết ai, nhưng mà xác định những cái người vô tội, chứ không có phải những người vô tội là những cái người dân á, okay. Người dân là những người vô tội chứ không phải là chính phủ hay là không phải là những người lính, xác định rõ ràng mà, đấy, phải không? Đấy, xác định rõ ràng mà, it's always the innocent who suffer the most, okay? Okay, next one. Cái này không được sai nha, cái này không được sai nha các anh chị. Mến chào các anh chị mới vào. What do you want to eat for a and the breakfast, Catherine? Cho Playmoon 4 trứng hột vịt lộn luôn. Hình như Playmoon nãy giờ trong trong room lâu rồi. And EVT Tuấn, rau răm ăn với lại Playmoon luôn. Okay. Mắc cười. Cười. Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Cãi không lợi. Ok đây, bữa ăn đó, những cái buổi ăn mình không được dùng mạo từ. Ok, không được dùng mạo từ. For breakfast, for dinner. Ok, for lunch. I leave for lunch. I cook dinner. I cook breakfast. I have dinner. I have breakfast. Mình không có nói I have the dinner. Ok. Những cái bữa ăn không dùng mạo từ. So I want you, what do you want to eat for breakfast, Catherine? Oh, I want egg and bacon, đại khái vậy. Okay, next one. Anh chị ráng làm hết bài tập này là các anh chị phải nắm vững cái phần article, okay? Last month, very moved to A and the Hollywood. He wants to become a famous actor. Trong bài học có cái phần này rồi. Những cái địa danh thường thường nó không có mẫu từ. Okay. I moved to New York. I moved to Hollywood. I moved to Texas. I moved to Houston. I moved to Austin. Okay. Không có mẫu từ. Right. Okay, next one. Okay, you have a choice here and choose the right one. Okay, move to the United States. Đó là một cái country đặc biệt, có những cái country có chữ the, những cái country không có chữ the. Có một mình phải, những cái này mình phải thuộc lòng thôi các anh chị. Mình nói là the United States, mình không có nói là the Việt Nam, okay, hay là the United Kingdom, mình không có nói là the Italy, cái như vậy mình phải thuộc lòng. Okay. Okay, next one. Mình có cái choice nha, a television of Margaret hay là the television of Margaret, hay là Margaret's television wasn't working, so she called A and the repair company. Which one is right? Yeah, họ nói là the Philippines chứ không có nói là the Việt Nam. Okay. So cái nào đúng các anh chị? Cái số 1, cái số 2 hay cái số 3? Câu đầu tiên, cái phần đầu tiên. Số 3 hả? Số 2 hả? Số 3 hả?
này đó, cái số 3 đúng. Ok. Khi mà cái số 2 đó mình nói the televisions of Margaret, có nghĩa là mình double cái possessive, mình nhấn mạnh cái chữ the rồi mình nhấn mạnh cái chữ of, thành ra câu số 2 không đúng. Ok. Câu số 2 không đúng. Anh chị hiểu rồi chứ gì phải không? Mình nhấn mạnh hai lần luôn. Right? Nhấn mạnh hai lần luôn. Còn câu số 1 đó, cái này nói chung chung thôi chứ không có xác định một cái TV cô Margaret, có 1 2 3 4 mình nói a television of Margaret cũng được, nhưng mà trong cái câu này cái the best choice là câu số 3. Cái TV của cô Margaret thì không có tốt nữa, phải không? Không thế, bị hỏng đó, bị hư đó già, bị hư rồi. And call gì các anh chị, the hay là a? Câu số 2, cái câu trả lời sao? Call a and hay là the? Ha, the. Tại sao là the? Tại vì xác định cái company. Ok. Tại xác định cái company để sửa, chứ không phải là call một cái người nào đó, không phải call cái ông technician. Thấy không? Call cái công ty sửa cái TV đó và xác định cái company. Ok. Rồi next one. From this we have a choice, okay? Multiple choices. What would you like to drink? I'll just have some hop tea. Yeah, tea of hops. Like a hops tea. Which one is right? Câu số 1 đúng. Tại sao? Tại câu số 2 sai. Ok. Trà của cái herbs là gì các anh chị? Herbs là gì? Herbs dịch sao ta? Herbs dịch sao ta? Thảo mộc hả? Dạ, trà làm bằng thảo mộc đó. Ok. Trà của thảo mộc là gì? Dạ, herbs này. Câu số 1 đúng á, trà của thảo mộc. Mình không có nói trà của thảo mộc ở đây, không có dịch như vậy. Ở đây mình phải dùng cái compound nouns. Ok, compound nouns có nghĩa là dùng cái danh từ ghép á, dùng cái danh từ ghép. Và khi mà danh từ ghép thì cái gì chánh mình để ở phía sau. So tea là chánh, mình nói về trà phải không, làm bằng thảo mộc. Thành ra câu số 1 với câu số 3 gần như là nó đúng, phải không các anh chị? Right. And cái câu số 3 sai là tại vì cái thảo mộc là phải dùng làm tính từ. Mặc dù nó là danh từ nhưng mà nó đứng trong câu nó sẽ là tính từ, tại nó bổ nghĩa cho trả lỗi gì. Và tính từ thì không có s. Ok, tính từ thì không có s. And trà không có đếm được, thành ra mình không có dùng chữ a. Ok, mình thay nó bằng chữ some. Right. Rồi, đó là tại sao mình chọn câu số 1. Ok, next one. Nhớ nhà tính từ không có s. Our new neighbors are the Browse family, and they're a nice couple and have three children. Những người láng giềng mới của chúng ta là the Browse.
nghĩa là gia đình của ông Browse, ông bà Browse. Và họ là một đôi uyên ương với ba đứa trẻ, với ba đứa con, phải như vậy, dịch như vậy đi. So đây mình sẽ nói là the Browse, là nói về family. So câu số 2 sai, mình phải nhấn mạnh nói về family phải có chữ the, mở từ the. Ok. Và câu số 3 là mình lặp lại. Mình lặp lại, mình không có cần nói cái family ở phía sau. Giống như là mình nói the rich, mình không cần nói the rich people. Sáng đây Tiểu My ôm cho các anh chị điều này. I go to see her at Tim's. Cái này nghĩa là gì các anh chị? Yes, hoặc là Tim's house, hoặc là Tim's office. Ok. Hành đang nói về những cái nơi chốn, house hay là office hay là company gì đó mà mình đã biết rồi. Mình biết là mình đi tới cái nhà hoặc là cái sở hoặc là cái company đó, mình không cần lặp lại cái chữ house hay là cái chữ office hay chữ shop, khá như vậy. Anh chị hiểu, tùy theo cái câu chuyện, cái situation mà mình đang nói. Ok, mình đang nói. Và ở chỗ Tim, Tim chỗ Tim là cái gì? Có thể là cái nhà, hoặc là có thể là cái office của cậu ta, hay là cái company, hay cái dorm cũng được. Nghĩa là mình phải biết mình đang nói cái gì, mình mới dùng cái cách này. Các anh chị hiểu rồi phải không? Mình không cần lặp lại. Right? Ok, rồi. Cái the Browse cũng vậy. Mình nói là the Browse family là lặp lại rồi. Thành ra mình không, cái câu số 3 là sai luôn, là như vậy. Okay. Okay, next one. Yeah, học tới đâu Tiểu My nhắc lại cho các anh chị chút xíu thôi. Okay, chút xíu thôi. I'll always remember the first time I saw the Mount Etna. It was one of most beautiful sights I ever seen. Yeah, đây là nói về cái ngọn núi phải không các anh chị? Có những cái ngọn núi có chữ the, có những cái ngọn núi không có chữ the. Ở đây bắt buộc mình phải nhớ thôi. Ok, mình phải nhớ thôi hay là mình phải biết thôi. Chứ nó không có cái luật lệ nào, núi nào có chữ the, núi nào không có chữ the. Cái đó mình không biết, mình phải biết thôi. Ok, theo cái kinh nghiệm thôi. Ở đây không có chữ the. Ok, I saw Mount Etna. Ok, next one luôn. Yeah, the Everest, ngọn núi cao nhất, Hy Mã Lạp Sơn là khái gì? One of the oldest banks in the world is the Lloyd Bank. Yeah, không có chữ the luôn. Hỏi tại sao? Ai biết tại sao? Tại cái nhà băng này không có chữ the. Khi người ta nói nó, người ta không có dùng chữ the. Hay là câu này, cái này do kinh nghiệm mà biết thôi. Ok, nhưng mà anyway mention cho anh chị. Is the Macy's department store the largest department store in the world? It claims they are. Các anh chị bên Mỹ, các anh chị mới biết cái Macy's department là gì. Macy's hồi xưa nó là Foley đó các anh chị. Đó là Foley đó.
Nghĩa là trong shopping mall nó có những cái tiệm cửa hàng lớn như vậy đó, tiệm lớn như vậy đó. Okay. Và ở đây mình cũng không có dùng chữ the luôn. Is Macy's department store the largest department store in the world? In the world, it claims they are. Có phải Macy's department là cái tiệm cửa hàng lớn nhất thế giới không? Nó nói nó lớn nhất thế giới đó, đã thắng như vậy. Ở đây là Macy's department. Okay. Không có chữ the. Okay, next one. No. This one then. A and the people we met last night were all our old school friends. Tất cả những người mà chúng ta gặp hồi tối hôm qua đó đều là bạn bạn học cũ của chúng ta. Ở đây có chữ the. Okay, the people, mình nhấn mạnh những cái người mà mình gặp hôm qua đó, tối qua đó. Còn nếu mà không có chữ the là mình chỉ nói chung chung thôi, mình không có nhấn mạnh. Ok. Nếu không có chữ the đó là mình nói chung chung thôi. Ở đây có chữ the nha các anh chị. Next one. As soon as we can afford it, we want to buy it and the new car. As our is very unreliable. Listen đây là ngay khi mà chúng ta có thể afford, có nghĩa là có tiền á, can afford có nghĩa là có tiền để mua nó đó, thì chúng ta muốn mua một chiếc xe mới. Bởi vì AC là giống như là for đó, bởi vì chiếc xe của chúng ta thì rất là unreliable, nghĩa là không còn nhờ nó nữa, có nghĩa là xe xe của chúng ta nó hư, nó cũ, nó rất là cũ quá rồi, cũ rít rồi. Dạ. Ok, ở đây mình dùng mẫu từ a. Dạ, mình chỉ nói chung chung một chiếc xe thôi. We just want a new car. We just want to buy a new car only. Ok, just a new car. What kind of car we haven't know yet, right? Ok, next one. Yeah, unreliable có nghĩa là không còn sử dụng nữa, không còn nhờ vả vô nó nữa, nghĩa là không còn sử dụng nữa. Thomas wants to be a and the writer, but at the moment he's working on a farm. Thomas thì nó muốn trở thành một cái nhà văn, nhưng mà ngay bây giờ thì ông ta đang làm việc ở trong nông trại. Yeah, a writer, nói chung chung thôi. Cậu ta muốn trở thành một cái nhà văn trong cả triệu cái nhà văn trên thế giới, đại khái như vậy. Nói chung chung thôi thì nên mình dùng chữ a. Ok, next one. Cái con chuột này đè đè cổ nó mạnh xuống nó mới chịu rít. Did you remember to get a and the wraps when you went shopping? Oh, sorry, I forgot. Bạn có nhớ mua nho không? Khi mà bạn đi chợ không? Oh, xin lỗi, tôi quên rồi. Ok, cái danh từ này mình không dùng mẫu từ nha các anh chị, không có dùng là a and hay là the,
Mà mình có thể thay thế nó bằng chữ some cũng được. Okay, some được chứ không dùng mẫu từ. To get grab or to get some grapes, right? Grapes. Không dùng mẫu từ ở đây nha. Mình dùng chữ some được, thế bằng chữ some được. Hay là feel cũng được. Chứ không dùng an or the. Okay. Any cũng được. Any cũng được. Nhưng không dùng mẫu từ an. Okay, next one. Lisa looks so thin. I've told her she needs to put on an weight. Lisa thì nhìn rất là gầy, rất là gầy mỏng manh. Tôi đã nói với cô ta, tôi nói với cô ta là cô ta cần phải gì cơ ta? Ấm nhất á, dạ ấm nhất á. Hạt curry. Chắc là người nam phải không? Tiểu My cũng nói là ấm nhất. Ấm nhất chứ không phải ấm nhất, ấm nhất. Cần phải lên cân, dạ cần phải lên cân. Very good. Ở đây dùng chữ gì các anh chị? Non, right? Hay là some cũng được. Non hay là some cũng được. Okay, next one. Oh my god, mình không có phần. I don't think we finish this. Còn nhiều quá đi. Làm bài tập đã quá phải không các anh chị? Đấy không? Everyone who works in this department uses an the computer. Mỗi người làm việc ở trong cái department này đó thì dùng sử dụng computer. Dạ, sử dụng một cái computer phải nói cái gì mình nói chung chung thì phải có mẫu từ use a computer. Everyone ở đây số ít thành ra mình cũng dùng số ít là a. Okay, a. Phải everyone số ít không? Everyone á, tiếng Việt mình hiểu là mọi người là số nhiều. Nhưng mà tiếng Anh á mình phải dịch là mỗi một người hay là từng người một. Okay. Mình phải dịch như vậy. Mỗi một người hay là từng người một. Thành ra nó sẽ là số ít. Can you repair an the computer in Lion's office? It's not working. Bạn có thể sửa cái computer ở trong cái văn phòng của cô Lion không? Nó thì hư rồi. Right? Nên mình sẽ dùng chữ the, xác định cái computer ở trong cái văn phòng của cô Lion. Very good. Okay, next one. Cô sư tử. Oh no. Cái này không phải sư tử. Sư tử là chữ O, right? Be careful. An the radiation from an the sun can cause skin cancer. Cẩn thận. Cái ánh nắng của mặt trời đó, phải không các anh chị? Radiation là gì? Cái tia sáng mặt trời đó có thể làm cho mình bị cancer da đó. Okay. Yeah. Radiation là tia cực tím của mặt trời hả? Có thể bị ung thư da đó. Yes. Ở đây dùng chữ gì các anh chị? Radiation không có mẫu từ ở phía trước. Okay. Be careful. Radiation from and the sun. Okay. The sun là unique. Okay, thì mình dùng chữ the. Right? Hay là the moon. So radiation from the sun can cause skin cancer. Okay, next one.
Anh chị nghĩ các anh chị master chưa? Về cách dùng mở từ chưa? Hả? Chưa hả? Not yet, hả? Excuse me, is there a and a bank near here? Ok, mình có xác định nhà băng nào không? Mình chỉ nói hỏi là ô có cái nhà băng nào ở gần đây hay không? Rồi nhà băng nào cũng được phải không? Mình đâu có xác định là ABC Bank hay là Wells Fargo hay là Chase đại khái, mình đâu có xác định nhà băng nào, mình chỉ hỏi một có một cái nhà băng nào ở gần đây hay không? Nên mình dùng chữ A. Is there a bank here near here? Okay, next one. Yeah, nói chung chung thôi. Please don't stand in front of me. I can't see a and the television. The. Mình xác định là mình không thấy cái gì phải không? Mình đâu có xác định là mình không thấy ai hay là gì đâu, mình xác định là mình không thấy cái tivi. Ok, xác định rõ ràng mà. Sao mình dùng chữ the? Các chị cứ nhớ là mình có thấy cái đó hay không? Mình có xác định được cái đó hay không? Mình có biết cái đó hay không? If you say yes, so we use the or the. If you say no, then we use a or an. Right? Okay, now next one. Con này ai mà sai là cho nguyên thúng học dịch lộn luôn cho rồi nha. Đặng đi về chứ chưa quá rồi. Còn nửa thúng nè. Ai sai là cho hết luôn á. Okay. Helen had eggs and bacon for a and the breakfast. So she wasn't very hungry at. I think I missed something then. Yeah, I missed one more word. Okay, let me repost. Helen had eggs and bacon for A and the breakfast, so she wasn't very hungry at A and the lunch time. Yeah, đây là những cái buổi ăn. Phải không? Thành ra mình không có dùng mẫu từ. For breakfast at lunch time. Okay, for breakfast at lunch time. Không có mẫu từ. Okay, next one. Câu này nha, câu này là cái thí dụ mà chị My hồi nãy mention cho các anh chị về vấn đề mà cardinal number or ordinary number. The train to level pool will depart from A and the platform 7. Anh chị thấy rõ ràng không? Platform 7 in 10 minutes. Will passengers please board A and the train now? Somebody call me. Hello, anh Mục. Yeah, sorry anh. Tính nói với anh là chị Mục á, chị Loan á, chắc chỉ cần phải lại nhà thờ học tiếng Anh đó. Tại vì có chị Nguyệt á, vợ chồng chị Nguyệt mới vừa thi á, thi quốc tịch đó, thì ảnh thì đậu, tại vì ảnh thì đậu, nhưng mà chị Nguyệt thì chỉ rớt cái phần lịch sử với cái phần lý lịch đó, với phần viết phần đọc chị đậu hết, nhưng mà cái phần English thì chị lại rớt, tại nó hỏi chị không hiểu.
Tại anh biết là chị có tật, chị ở trong ở nhà hoài, chị đâu có đi ra ngoài để giao giao thiệp với Mỹ đâu mà chị nghe được. Thành ra chị không hiểu, chị rớt cái phần đó. Thành ra mình cũng worry cho chị Loan á, sợ chị ở trong nhà hoài chị không có giao thiệp, rồi đến chừng vô, ví dụ mình học tủ thì thi là đậu rồi, nhưng mà nếu mà nó nói tiếng Anh mình không hiểu là coi như tiêu rồi. Chị Nguyệt chị rớt cái phần English, nó bắt chị phải về học thêm tiếng Anh rồi thi trở lại á. Anh đã muốn gọi anh để nói với anh là cho anh làm sao cho chị Loan chị phải đi học ở nhà nhà thờ, bữa nay là nó bắt đầu nè, học bạn nghe tiếng Anh cho nó quen, từ đây đến ngày chị đi thi không thôi chị sẽ rớt cái phần đó. Và gọi anh là muốn nói anh như vậy, và bữa nay ở nhà thờ nó bắt đầu khóa mới đó, anh chở chị Loan đi học. Ok ok anh Mộc, vậy nha, có gì gọi anh lại. Dạ ok, thưa bà anh. Ok nào, next one. I'm sorry các anh chị. Ô tưởng Tiểu My đã drop hand rồi mà. Dạ Tiểu My đang giúp giúp mấy anh chị học thi quốc tịch đó các anh chị biết không? Thi quốc tịch bên này học rất là khó. Phải học lịch sử nè, phải học lý lịch cá nhân nè, phải biết đọc biết viết nè, là phải biết nghe biết nói nữa. Nó cũng thi về phần Anh văn á, tiếng Anh á. Ok. Nãy chị mới nhớ chị mới đã drop cái mic rồi. Ok next one nha. So đây các anh chị dùng chữ an hay là chữ the? Hồi nãy chị mới nói rồi. Ok. Mình không có dùng chữ the. I read. Okay, I read chapter 10 without the. Okay, không có dùng chữ the. Right? Cái câu này cũng áp dụng như vậy. Okay. The train to Liverpool will depart from platform 7 in 10 minutes. Right? And câu sau sao các anh chị? Câu sau là A and the. Will passengers will board A and the train now? Yeah, ở phía sau phải là chữ the. Xác định là hành khách hãy lên xe lửa bây giờ đi, phải không? Khá như vậy. Okay, now next one. Neil likes to listen to AM the radios while he is getting dressed. Neil thì thích nghe radio trong khi mà cậu ta thay đồ. Đấy. Listen to the radio. Phải không? Listen to the radio. Mình phải nhấn mạnh listen to the radio hay là listen to the television hay là to whatever. Phải. Ở đây mình có chữ the. Ok, next one. A and the book Tina gave me. Yeah, the book. And here it is clear in this situation, right? Trong trường hợp này nó quá rõ ràng rồi. Cái cuốn sách mà Tina nó cho tôi, xác định cái cuốn sách nào? Cuốn sách nó cho tôi, right? Rồi, câu này. Câu này. Có gì cũng được. Tina gave me A and the book for my birthday. Yeah, chỉ nói chung chung thôi. Những cái gì mà mình mention at the first time, okay? We use indefinite article then.
Cái này là mình chỉ mở miệng ra, mình mention cái vấn đề đó ra thôi, mình nói cái vấn đề đó ra thôi. Thành ra nó chưa có xác định là cái cuốn sách nào hết trơn. Chỉ nói trỏng trỏng là ô Tina nó đã cho tôi một cuốn sách trong cái ngày sinh nhật của tôi, right? So A ở đây là countable noun is used A before word that begin with the consonant two, right? Okay, next one. Để cho các anh chị phân biệt được khi nào dùng the, khi nào dùng a. I read a and the book Tina gave me while I was on holiday. Và xác định cái cuốn sách mà Tina nó cho mình, đã xác định rồi. Sau đây mình sẽ dùng cái definite article the. Okay, now next one. Okay, this is a long one then. Con chuột nó không có chịu ăn á, không chịu riết á. Let me close this one. Okay, con này nha. Sally. Sally loves an A and the big house in A and the country. Sally thì nó sống ở trong một cái nhà bự. The big house. Mình biết cái nhà đó rồi, phải không? Mình biết nhà đó rồi. A big house in a country. Trong một cái quốc gia nào đó. A country. Okay, next one. I try to move on as quick as I can. Okay. Brian's house is over there. Is A and the big house with lots of plants in A and the front garden. Brian, nhà của Brian thì nó ở đằng kia kìa. Nó là một cái nhà bự với nhiều nhiều cái cây ở trong một cái ngôi vườn, ở trong cái ngôi vườn phía trước. Front garden. So over there is a big one, right? Xác định cái the big one. And xác định cái ngôi vườn phía trước luôn. The front, not the back yard. Hay là the back garden. Okay, now next one. Câu này nha. Can you tell me where A and the nearest post office is please? Yeah, xác định the nearest, phải không? The nearest cái office, post office là gì, quên rồi, bưu điện gần nhất. Okay, next one. Christine and Tommy saw A and the old film last night. Christine and Tommy thì xem một cái cuốn phim kinh dị hồi tối hôm qua. Ở đây mình không có dùng chữ the nha. Một cái cuốn phim kinh dị, mình đâu có nói cái cuốn phim đó tựa là gì đâu. Đâu phải The Sixth Sense. Nó đâu có nói cuốn phim đó tựa gì đâu. Mình chỉ nói là một cái cuốn phim kinh dị thôi. Kinh dị thì có, nó có cả triệu cuốn phim kinh dị, phải không các anh chị? Mình chỉ nói một cuốn phim kinh dị mà thôi. Mặc dầu nó xác định là cuốn phim kinh dị, nhưng mà nó không có xác định là cái cuốn phim đó tên gì. Phải xác định rõ ràng mình mới dùng chữ the nha các anh chị. Các anh chị phải hiểu điều này. Okay. It is. What language is it? That's the way you asking. Okay. That's the way you have to ask. What language is it? Right? Reason, that's what you want to ask. Okay, next one. Các anh chị hiểu điều này rồi phải không? Chừng nào mình xác định rõ ràng cái sự việc đó thì mình mới dùng chữ the. Okay. Next one.
Okay, now, câu này nha. We are speaking Vietnamese and English at the same time. I have to go to A&N the bank this afternoon to pay in A&N the check. Okay, whatever you say then. Okay, I have to go to A&N the bank. Ở đây mình có xác định cái nhà băng nào không các anh chị? Do you know which what bank is it? Không, mình có chứ. Tại vì cái nhà băng mà mình để tiền vô, mình mới tới đó để mình ký cái check hay là mình trả bằng check phải không? Mình phải biết cái nhà băng nào mình tới phải không? Right? Okay, chữ Trinh đó các anh chị. That's not nice word. Các anh chị không biết ốp đâu cho nó ăn chè đi. Cái chữ Trinh là nó ngạo cái người Á Đông của mình đó. Nó ngạo cái người Á Đông của mình, nó gọi mình là Trinh đó. Cũng giống như là cái người Mỹ đen bên này mà họ họ tiếng lóng mà họ ngạo, cái người Mỹ đen họ gọi là nigger đó các anh chị. It's not nice. Okay? It's not nice. Okay, I have to go to the bank. Xác định cái nhà băng phải không? This afternoon to pay, to pay in gì? In check, right? In the check, to pay in check hay là in the check hay là in a check? To pay in check, okay? To pay in a check. Tôi lại nhà băng để trả trả tiền bằng một cái check. To pay in a check, okay? Okay, next one. Okay, next one. What time is it? We have 2 more minutes left. This is the last one, okay? Sorry, các anh chị, mình không có finish. Ok, để chuẩn bị kéo cái người này vô chút xíu. Where is he? Không có admin của ông ta. Ok, next one. And last one. Ben loves NAN the Manchester, but twice a and a week he has to work NAN the London. Okay, đầu tiên là chữ the, đặc biệt the Manchester. Ở đây cái danh từ này nó có chữ the. And but twice a week, ok, mở từ a. And London thì không có chữ the. Ok, London thì không có chữ the. Ben lives in the Manchester, but twice a week he has to work in London. Thành ra những cái danh từ này á, mình phải biết thôi, mình phải thuộc thôi. Chứ tụi mình không có thể nào mà remind các anh chị được. Hết rồi á. We just in the halfway. Mình mới có phân nửa bài tập thôi đó các anh chị. Nhưng mà các anh chị có satisfy chưa? You want to continue to do the exercise next week or we jump to the new new things, new subject?
Các anh chị muốn tuần tới mình làm tiếp bài tập này hay là mình qua bài mới? Hả? New subject. Anh chị nắm vững chưa? Nắm vững cái phần này chưa? Qua bài mới hả? Ok, qua bài mới đi. Right? Tại vì cái này nó cũng không có khó. Cái vấn đề là các anh chị cứ tự phải trả lời câu hỏi. Cái sự việc đó hay cái sự vật đó hay cái người đó mình biết chưa? Có xác định chưa? Chỉ có vậy thôi. Nếu xác định rồi thì mình dùng chữ the, biết rồi mình dùng chữ the. Còn chưa thì nói chung chung thì mình dùng chữ a hay chữ an. Mình có những cái danh từ đặc biệt mà không đếm được, mình không có dùng mẫu từ. Và những cái này là mình phải thuộc lòng thôi, mình phải biết thôi. Thế đó, cái bài học có những cái điểm tránh như vậy. Cái room này mình học grammar. Ok, we learning grammar. Và mình đang học parts of speech. Có nghĩa là mình học những cái từ ở trong một cái câu. Thì nó gồm có 8 loại từ: danh từ, đại danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ và tháng từ. Hôm nay mình học đây là bài học đầu tiên, là article, là mẫu từ. Mẫu từ nó không có nằm ở trong cái phần mà parts of speech, tại vì nó function as an adjective in the sentence. Nhưng mà mình học nó anyway, học nó đầu tiên, tại vì thường thường nó đi với danh từ, và danh từ là cái tiếng mà cái tiếng đầu tiên, cái từ đầu tiên mình nên học. Nhưng mẫu từ thì nó thường đi theo danh từ, thành ra mình học nó trước luôn. Ok, thành ra bài học kế nó sẽ là cái loại từ đầu tiên mình học đó là now, và cho tuần tới. Ok, does it make sense to you? Learn English. Learn English hiểu rồi phải không? Phải không? Hiểu chị My nói rồi phải không? Cái room này với chị My ngày thứ hai, ngày thứ ba. Ok, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Từ 8 giờ cho đến hết bài học luôn. Và thường thường mình dismiss at 7. Mình sẽ nghỉ lúc 11 giờ. Ok, mình sẽ nghỉ lúc 11 giờ. Thường thường là 3 tiếng á. Có khi mình sẽ nghỉ sớm, có khi mình sẽ nghỉ trễ. Nhưng mà thường thường là 3 hour class for this room. Ok. Yeah, I'm from Texas. Okay, Roy, any question before we dismiss? Anh chị có câu hỏi thắc mắc gì không trước khi mình nghỉ? Hỏi hỏi vậy thôi nhưng đừng có nha. Tại tiếng đi đố bụng quá à. Gì Red Bull? Red Bull hả? Any, nói chơi thôi. Okay, any question we can leave in my offline message, okay? And I will answer you when I can. Okay. Hey, gặp các anh chị tuần tới thứ Tuesday, Tuesday right? Yeah, tuần tới thứ hai nha. 8 giờ nha, đúng 8 giờ vô room nha. You, but you should be in room in time, okay? Not on time. In time, nhớ nha, in time nha. Không thôi là 8 giờ 1 phút là khóa cửa lại đó, không cho vô nữa đó. Hey, I'll see you next week and chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khác mỗi ngày mỗi đêm bình an vui vẻ. Okay.